Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng đồng hành và gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trên bản điểm tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, để chúng ta có những phân tích đánh giá tất cả những cái danh mục đầu tư ở trong tuần trong thời gian vừa qua, trong tuần vừa qua. Và sau đó phần cuối của bản tin thì như thường lệ chúng ta sẽ dành ra một ít phút để chúng ta có những đánh giá về mặt kịch bản phân tích trong tuần cũ, và cuối cùng thì Hùng Lê sẽ cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta phân tích đánh giá nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì tuần giao dịch tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 3 thì Hùng đã ra bản tin video số 206, trong đó thì Hùng có khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư là chúng ta sẽ cần phải chốt các cái danh mục đầu tư của chúng ta khi thị trường của chúng ta công những cái vùng kháng cự mạnh, và đặc biệt một số các nhóm ngành than, cảng biển, rồi nhóm ngành sông đà, một số các nhóm ngành Hùng Lê đã nhấn mạnh ở trên bản tin thì các anh chị đã xem bản tin. Cùng với đó, trước khi Hùng đi vào phân tích các cái danh mục thì Hùng có nhắc lại một một ý, tức là song song với các bản tin đó thì Hùng Lê có những cái phân tích đánh giá về các cái nhóm ngành, trong đó thì Hùng có đánh giá một số các cái nhóm ngành cơ bản. Ví dụ như là nhóm ngành phân đạm thì còn có khả năng tăng tiếp này. Rồi nhóm thép này thì dự vào đi vào một nhịp chỉnh cung tích lũy này, ít nhất là đến phiên thứ ba. Nhóm P thì dự báo nó vẫn còn có cái xu hướng tăng điểm do WTI đang có quá trình uptrend mạnh, và các anh chị thấy rằng là P chỉ mới bị chốt trong phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thôi. Nhóm banh thì dự báo là vẫn còn tích lũy thêm, bởi vì nhóm banh hiện tại đang khá là yếu. Nhóm chứng khoán thì dự sẽ có cái sự phục hồi và sẽ canh chốt ở nhịp này. Tuy nhiên trên thực tế thì nhóm ngành chứng khoán đã không theo như dự báo của Hùng Lê. Nhóm ngành phân đạm thì dự báo còn tăng tốt, và nhóm ngành phân đạm trong tuần vừa qua thì đang rất ok. Than gặp kháng cự mạnh và các anh chị cầm than thì phải canh chốt. Đó là những cái cảnh báo ngay từ những cái phiên giao dịch đầu tuần mà Hùng Lê đã có phân tích cho các anh chị rồi. Và kháng cự như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ xem. Nhóm ngành cảng biển tiếp tục hoàn thành các cái target thiết kế, tức là nhóm ngành này vẫn còn những cái dư địa tăng, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có nhóm ngành dệt may, thủy sản, mía đường và dư địa tiếp tục tăng, và nước thì tiếp tục thu gom trong những cái nhịp mà chỉnh cung. Bất động sản xây lắp hạ tầng thì dự kiến là nhịp này cũng sẽ quay trở lại để đỡ thị trường. Tuy nhiên trong tuần vừa qua thì cái nhóm này nó không thực sự là tích cực và gần như nó chủ đạo là đi ngang. Nhóm sông Đà dự vào sóng và team của chúng ta đã gom một số mã, và đối với nhóm sông Đà thì cũng có lưu ý đó là nó đánh khoảng tầm độ 3 đến 4 phiên thì nó sẽ đủ target của một năm. Nhóm ngành cổ phiếu penny thì hiện tại cũng đang tích lũy khá là tốt, và chúng ta cũng có thể kỳ vọng sóng tăng của nhịp này. Và như các anh chị em của chúng ta cũng có biết rằng trong tuần vừa qua, nếu như chúng ta cầm lệch sóng, tức là cái mức độ phân hóa của thị trường ở trong tuần vừa qua rất là cao. Nếu như chúng ta cầm banh, chúng ta sẽ không có lãi. Chúng ta cầm bất động sản, chúng ta sẽ không có lãi. Hoặc chúng ta cầm chứng khoán, chúng ta bị lỗ. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta cầm nhóm sông Đà sẽ có lãi rất là lớn. Hoặc như chúng ta cầm nhóm cổ phiếu cảng biển cũng có lãi, nhóm cổ phiếu penny cũng tạm ổn, và nhóm cổ phiếu của phân đạm, của phân bón, hay là một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản và một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành dược thì sẽ rất là ok. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng cái việc kiếm tiền ở trên thị trường chứng khoán ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích và cũng có điểm qua nhanh một số những cái ý, những cái điểm nhấn rất là quan trọng mà Lê đã có những cái khuyến nghị dành cho tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Và cùng với đó thì những cái thông tin này đã được Hùng Lê chia sẻ trên các cái nhóm cộng đồng R7, R8 và R6 cho một số các anh chị em có đăng ký. Còn nhóm cộng đồng thì các anh chị có thể đăng ký ở bên phần dưới, các anh chị bấm vào mục hiển thị thêm. Ở đây thì sẽ có cái link để chúng ta có thể tham gia đây, link để chúng ta có thể tham gia team cộng đồng. Thì trên team cộng đồng thì cũng sẽ có chia sẻ một số các cái ý ở trên đó, thì các anh chị có thể xem thêm. Ok, bây giờ thì công việc chính của chúng ta là chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích các cái danh mục cơ bản. Tuần này thì Hùng Lê vẫn đang cái giọng nó vẫn đang khá là khản tiếng, và có thể trong quá trình thu âm hoặc trong quá trình trao đổi với các anh chị thì có thể có sẽ bị ho, bởi vì trong quá trình nói thì mình bị hụt hơi. Do trong 2 tuần vừa qua thì Hùng Lê bị ốm, bị cảm, nên là đến giờ thì nó vẫn chưa có thể bình phục. Đó, thì các anh chị nghe có gì mà không ổn lắm thì các anh chị thông cảm giúp Hùng Lê.
Đối với VIX sau một giai đoạn chỉnh giảm thì đoạn này cũng đang nhìn thấy hay hay rồi. Tuần này thì nó đang giành được cái sự tích lũy ở quanh vùng 76 đến khoảng vùng 77 các anh chị. Và khả năng thì VIX nó sẽ có những cái điểm long short ở đây và nó sẽ chạm cái vùng kháng cự 82 này thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung và nó sẽ đi ngang ở trong cái biên này cho đến lúc nào mà nó phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể break vùng 82 cộng thì đấy là cái thời điểm mà những cái tài khoản mà đánh VIX có thể cân mạnh hơn. Vinhome thì nhìn chung là chưa có nhiều các yếu tố đột biến các anh chị. Vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần tới sẽ quan sát ở quanh vùng 74 và xu hướng chủ đạo của Vinhome thì nó vẫn đang chỉnh cung ở tích lũy. VRE ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng đây có một cái vùng kháng cự khá là dày, vùng 36 cũng đã có phân tích cho anh chị rồi. Trong thời điểm hiện tại thì VRE đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây ở quanh vùng 32. Và các anh chị thấy rằng trong tuần vừa qua thì VRE có những điểm đánh xung quanh cái điểm 32 này. Trong tuần tới VRE sẽ có điểm tích lũy nền ở khoảng nền 31 đến nền 32, chúng ta sẽ quan sát thêm. Vinamilk vẫn đang trong quá trình dò đáy. Chúng ta lưu ý rằng là đây là một cái mô hình nấm và Vinamilk trong tuần vừa qua thì đã chỉnh về vùng 75-76, đó là vùng Mồng Lê đã có phân tích trên bản tin tuần cho các anh chị và nó đang có hai cây hồi lên. Tuy nhiên hai cây hồi này nó chưa đánh giá được xu hướng đâu. Ở những cái nhịp hồi này có thể hồi lên ở khoảng trên vùng 78 cộng và sau đó thì nó sẽ có xu hướng quay lại test nền ở bên này. Tí nữa ông sẽ phân tích mã cổ phiếu VTP thì các anh chị sẽ thấy được rõ được cái ý đồ của nó. Và nếu như có cân mua đong đếm thì chúng ta cần phải đánh giá thêm ở cái nhịp test nền ở bên này. Ở GTN hiện tại thì đang nghỉ giao dịch và để nó sát nhập với mã cổ phiếu VLC và chúng ta sẽ quay trở lại sau khi mà cổ phiếu này giao dịch quay trở lại giao dịch trên sàn. Hiện tại thì vùng 18 vẫn là vùng hỗ trợ tương đối tích cực của GTN. VLC nhóm ngành hàng không ở trong xin lỗi cả nhà. VLC. Đây. Thì trong tuần vừa qua sau một cái nhịp mà cổ phiếu này chỉnh cung đúng không ạ, ở vùng 134 vùng 135, cái này đã được dự báo sớm rồi. Và cổ phiếu này đang có những cái nhịp hồi lên, tuy nhiên những nhịp hồi này thì chưa thực sự tích cực đâu. Xu hướng là tuần tuần tới từ cái vùng này nó sẽ quay trở lại test lại cung cầu ở quanh vùng 135 và ở cái vùng này thì tập trung sẽ đánh giá thêm cái xu hướng. Ở cổ phiếu HVN là một mã được khuyến nghị bắt ở cái thời điểm ở khoảng vùng 23-24 ở đây, khi mà cổ phiếu này phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật và Hùng đã nâng được cái target của cổ phiếu này lên vùng 27 và từ vùng 27 này thì các anh chị nhìn thấy đây, đây là vùng kháng cự chốt bớt thôi, đấy là cái chuyện rất bình thường. Và sau khi chốt xong thì cũng có dự báo hai cái vùng chỉnh cung 25.5 và biên sâu hơn đó là biên 24.5 đến biên 25. Thì các anh chị nhìn thấy đây, trong tuần vừa qua thì HVN đã có một cái tín hiệu xây nền rất tích cực ở vùng này và nó đang có một nhịp long lên ở đây. Nhịp long này thì nó sẽ quay trở lại ở vùng 25.5 để kiểm tra lại cung cầu trước khi mà nó có thể hoàn thành lại cái vùng target ở vùng 27 đây. Cổ phiếu SKG các anh chị lưu ý, đây là một cái mã cổ phiếu mà rất là yêu thích của Hùng Lê và Hùng đã đánh cổ phiếu này khá là dài và nắm khá vững những cái ý đồ tạo lập của nó. Và các anh chị có thể tua lại những cái bản tin tuần cách đây khoảng 12, 13 thậm chí là 20 bản tin tuần đi. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy được một cái nhịp mùng lên phân tích xúc đông Kiên Giang tại những cái thời điểm mà cổ phiếu này đang có ở vùng giá 10 đó, và chúng ta có thể theo suốt một cái nhịp hành trình của cổ phiếu này rất là dài. Ở nhịp vừa qua thì cũng đã đưa được cái target của cổ phiếu xúc đông Kiên Giang về quanh vùng 23, và một điều lưu ý nữa là có đánh giá được một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây, đó là vùng vùng 19.5 đến khoảng vùng 19.8 cho những cái tài khoản trong team của Lê đã gom được ở vùng này và hiện tại thì đang có một cái mức lãi khiêm tốn, nói chung mức lãi khiêm tốn. Tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật thì cũng đang nhìn thấy một cái target khá là dài và Hùng đã phân tích cổ phiếu xúc đông Kiên Giang rất là kỹ, sóng dài. Hình như là có một phân tích một cái vùng sóng dài rất là đẹp, không biết là ở đâu. Rồi, ok. Nói chung là chúng ta đã quay lại Superdome Kiên Giang. Sau khi mà cổ phiếu này chạm vùng kháng cự đây thì vùng hỗ trợ đây và chúng ta đã cân. Nhìn trên góc độ kỹ thuật sóng dài thì các anh chị có thể nhìn như thế này. Đó, chúng ta sẽ view một cái tầm view nó trung hạn hơn một tí. View một cái tầm view trung hạn hơn một tí. Đó là đến thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể chúng ta nhìn thấy đây. Nếu như chúng ta tính từ năm 2019 thì
Ở hiện tại thì Trúc Đông Kiên Giang không còn cản, phải nói là như vậy, và đã có một cái lượng tiền gom tương đối lớn của cổ phiếu này ở dưới, ở quanh vùng 20. Như vậy thì khi mà họ gom được một cái lượng cổ phiếu lớn như này thì đây là một cái nhịp rũ. Nhịp rũ này thì nó đã đi đủ 3 sóng ABC, và chính vậy từ vùng 16 thì nó tiếp tục đánh lên đây, và dự kiến trong một cái view của ông Lê nhìn ở trên cái trang kỹ thuật tuần ở đây, nó trên trang kỹ thuật tuần ở đây thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng đây là nó đã có những cái điểm thắt kỹ thuật ở quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, để chúng ta có thể kỳ vọng số cổ đông Kiên Giang sẽ đánh vượt thoát vùng 23 và đi trở quay trở lại vùng 25 ở đây. Thậm chí là những cái target của Super Đông Kiên Giang cũng đã đang dự phóng lên vùng 30 đến khoảng vùng 35 cơ. Tuy nhiên đấy là những cái vùng sau và chúng ta cần phải bám sát thêm những cái tín hiệu kỹ thuật. Bởi vì chúng ta không thể nói một gọi là từ đang ở vùng 20 mà chúng ta nói lên vùng 30, tức là nói như vậy là sẽ mang một cái tâm lý là nói phép, đúng không các anh chị? Bình tĩnh để chúng ta phân tích. Rồi, mã cổ phiếu TCT vẫn tiếp tục hành trình, và trong tuần thì biên 41.5, 42.5 vẫn là một cái biên trụ khá là tốt của cổ phiếu này. Dự báo sẽ cán lại vùng 45.5 và cái mục tiêu mà đi về vùng 50 của cổ phiếu TCT với cá nhân của ông Lê thì vẫn không có gì thay đổi. Nó chậm một tí nhưng không sao cả, so với những mã cổ phiếu khác thì trong tuần vừa qua lỗ té tè le, nhưng mà những cái mã cổ phiếu mà ông Lê phân tích gần như nó vẫn có những cái trang kỹ thuật rất là tốt đó. Rồi, cổ phiếu VTD, chúng ta cũng đã tiếp cận cổ phiếu này, nâng target của cổ phiếu này lên được vùng 25, và đặc biệt là chúng ta có phân tích một cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 22. Rất nhiều những tài khoản trong team Hùng Lê đã bắt, và đến thời điểm hiện tại thì đang tính toán một cái điểm mở trang kỹ thuật ở đây rất là ok. Lực cầu vẫn cơ bản ổn định ở khoảng quanh 500.000 cổ phiếu trên một phiên. Biên hỗ trợ kỹ thuật 24 đến vùng 24.5. Dự kiến đây là biên tích nền để cổ phiếu này có thể đánh về vùng bách. Nhịp này thì cũng đang đưa target của VTD về vùng bách. Những cổ phiếu được Hùng phân tích kỹ và nhấn mạnh thì các anh chị lưu ý. Mansan thì không có nhiều yếu tố đột biến. Cơ bản là trong tuần thì Mansan bị gãy vùng 154.5 và xu hướng này thì sẽ rơi về vùng 135 đến vùng 140. BVH nhìn chung thì nó chỉ mới đạt được cái target ở vùng đây, vùng 60, và trong tuần vừa qua thì lần thứ hai nó công lại vùng 60 nhưng công không thành. Nhìn tín hiệu này, xu hướng là tích lũy ở biên 56 đến khoảng biên 50, 56 đến khoảng biên 57 tuần mới. PNG, ok, như vậy là trong tuần vừa qua thì PNG tiếp tục hoàn thành lại cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng bao nhiêu ta? Vùng 110, 111 lên đến cái vùng này mà vẫn rất nhiều những tài khoản, chắc là những cái tài khoản đó là người ta không được tiếp cận những bản tin tuần cùng lên, nên là vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân. Tại sao chúng ta lại phải mua cổ phiếu ở PNG ở vùng 110 ta? Không hiểu, tức là mình nói một cái câu gọi là thương thay cho những cái nhà đầu tư nào mà họ vẫn mua vào ở cái vùng đó. Phải nói là như vậy, bởi vì người ta không nắm được chỗ nào cần mua và chỗ nào cần bán đó. Thì ngay lập tức là khi mà đua vào, thậm chí là có những tài khoản còn đua vào vùng 112 cơ. Đó thì bây giờ là cuối bản tin cuối tuần này là hỏng rồi. Và xu hướng thì nó sẽ về ở vùng 110 đến khoảng vùng 112. MVG không có nhiều yếu tố đột biến, xu hướng vẫn là đi ngang, tuần tới sẽ kiểm tra ở vùng 131.5. Cơ điện lạnh G vẫn tiếp tục, tuần vừa qua nó vẫn tiếp tục công lại vùng kháng cự 75 nhưng công không thành. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì nó vẫn còn giữ lại được ở vùng 71 đến vùng 72. Đây là một cái biên hỗ trợ kỹ thuật tương đối quan trọng của G. Trong trường hợp nếu bị thủng cái vùng này thì thôi, các tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta nên bán bớt, bởi vì khi thủng cái vùng này thì cái xác suất là nó quay về lại cái vùng, thứ nhất là nó sẽ quay về lại vùng 67 và thậm chí là sẽ quay về đây. Các anh chị có thể nhìn thấy ở bên này đó, cái G công kháng cự và nó bị phá vỡ mất cái tính hỗ trợ ở đây. Phá mất cái tính hỗ trợ ở vùng 71 ở đây thì ngay lập tức là G có câu trả lời ở đây ngay luôn đó, thì chúng ta lưu ý. Rồi, Hùng sẽ đi phân tích nhóm ngành thép cho các anh chị. Thì đến thời điểm hiện tại thì trong cái bản tin tuần đó, Hùng đã có nhấn mạnh rồi, thép sẽ đi vào một nhịp chỉnh cung tích lũy. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì đây đó, các anh chị có thể nhìn thấy xu hướng chủ đạo của nhóm thép đó là gì ạ? Chỉnh cung và tích lũy. Thì đối với Hòa Phát trong tuần nó có đánh một cây nến lên vùng 51.5, tức là vùng kháng cự đây này. Trong cái kháng cự của Hùng có phân tích ở đây là vùng kháng cự 49 và kháng cự thứ hai đó là vùng 51.5 đến vùng 52. Thì cây nến của ngày thứ hai
nó có đánh lên vùng kháng cự này và sau đó thì nó lụi dần. Ở phiên kết tuần mặc dù có nến rút chân lên, tuy nhiên cái nến rút chân này thì nó cũng sẽ chưa thực sự là tích cực, nên là tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái nhịp test cung của Hòa Phát ở quanh vùng 46 đến vùng 46.5. HSG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, sau khi nó đạt lên ngưỡng target 42/42 thì cũng đã có dự báo cái vùng chỉnh cung 39.8 đến vùng 40.3. Trong tuần nó đã test cung nhưng vùng này khả năng là chưa ổn rồi. Tuần tới chúng ta sẽ phải quan sát thêm ở vùng 37.8 đến vùng 38.5. Nam Kim, một câu nói vui đó là kiều, thì đến thời điểm hiện tại thì Nam Kim vẫn là kiều. Bởi vì sao? Bởi vì trong tuần vừa qua thì Nam Kim vẫn tiếp tục có một cái biên 48.8 này, nó vẫn giữ khá là tốt, khá là tốt các anh chị. So với nhiều nhóm ngành khác thì Nam Kim là một trong những mã cổ phiếu giữ nhịp và vẫn giữ lãi. Phải nói là như vậy, nếu chúng ta đã có những nhịp form ở bên dưới này thì trên góc độ kỹ thuật tuần tới kỳ vọng nhé, kỳ vọng 48.8 không bị phá vỡ. Còn Nam Kim có thể cho phép ở vùng 46.5 đến 47.5 có thể chỉnh cung về đây. Đó là câu chuyện rất bình thường, bởi vì sau khi mà nó đạt đến cái vùng target ở trên này thì cái việc chỉnh cung nó là bình thường. Và nó chỉnh thì nó không được phá vỡ những cái tính kỹ thuật. Ví dụ như 46.5 ở đây nó không bị phá, chứ còn phá 46.5 thì thôi, hỏng, vứt. Đó, thì chúng ta vẫn đang hướng target của em này về vùng 54 đến khoảng vùng 55. Hồng Minh Châu nói vui là HMC, nó là tên một loài hoa lan đột biến, đúng không? Tuần này nó đã đạt target 28.5 trên 28.5 và nó đang chỉnh cung dự kiến ở vùng 27 đến vùng 27.3. TVN tuần này nó cũng chính thức là, tuần trước thì cũng có than phiền đúng không các anh chị, tức là hơi tiếc là những con này nó chưa đạt target, thì tuần này là nó cho đủ target luôn, vùng 18/18. Tập trung quan sát hỗ trợ quanh vùng 16 đến vùng 16.5. TLH trong tuần vừa qua nó cũng đã cho chúng ta đủ target 22/22 và nó đang chỉnh cung, vùng chỉnh cung dự kiến là vùng 20.5, sâu hơn là vùng 20 ở trong tuần tới thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá thêm. Rồi bây giờ sẽ đi phân tích sang một nhóm cũng rất là quan trọng đối với nhóm P. Thì trong cái bản tin tuần mà Hùng có ban đầu bản tin Hùng có nói với các anh chị đó, thì P Hùng dự báo rằng là trong tuần vừa qua nó vẫn đang còn có những cái lực tăng tốt, bởi vì VKT nó vẫn đang có những cái sự vận động rất là quan trọng. Và trong tuần vừa qua thì VKT đã có những cái thời điểm là nó đóng lên ở khoảng vùng 130 đô trên một thùng. Tuy nhiên sau đó thì OPEC đã tăng đã dự báo tăng cái sản lượng cung lên, chính vậy nên là VKT đang có những cái dấu hiệu chỉnh cung quay trở lại. Thì hai phiên giao dịch cuối tuần thì bây giờ chúng ta sẽ chưa thể đoán trước được, nhưng chúng ta sẽ nhìn VKT ở quanh vùng 106.5 và sâu hơn sẽ là vùng 95 đến khoảng vùng 100 ở đây. Đó là những cái vùng tích lũy để đánh giá cái xu hướng tăng trưởng tiếp theo của VKT ở trong cái thời gian sắp tới. Còn trong ngắn hạn thì nhóm P đã bị chốt rồi, và chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm P để chúng ta nắm được tình hình. Thì GAT ở đây các anh chị đó, tại sao chúng ta lại mua GAT ở vùng 125? Thì câu hỏi đấy thì sẽ dành cho một số các anh chị em nào mà mua thôi, chứ còn lại với Hùng Lê thì sẽ không bao giờ có, chắc chắn là như vậy. Bởi vì sao? Chúng ta không tội gì các anh chị. Tại sao chúng ta phải trói tay mình lại? Tại sao chúng ta phải khổ thế trời? Cái vùng dưới này thì không mua đâu này. Nhưng mà cứ lên đến cái vùng đỉnh điểm ở trên này thì cứ cắm đầu cắm cổ mua. Không hiểu được, không thể hiểu nổi. Và bản thân là trong team của Hùng Lê có nhà đầu tư ngày hôm nay còn hỏi Hùng là có mua được GAT hay không. Trong một cái tình trạng, trong một cái tình thế cả nhóm bị chốt như vậy mà chúng ta vẫn hỏi là câu có mua được không, thì đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải nâng cấp cái hệ thống kiến thức và hệ thống nhìn nhận đánh giá về xu hướng của thị trường cũng như cổ phiếu, thì chúng ta mới tồn tại được ở trên thị trường chứng khoán các anh chị. Thì GAT đã tiệm cận đến vùng kháng cự tương đối mạnh ở đây, và phải nói rất là mạnh ở vùng 125, và từ đây thì GAT đang bị chốt, và lực chốt ở cuối tuần thì đã bị mất vùng 115.5, như vậy là tín hiệu chốt tương đối mạnh. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và một số các cái tín hiệu kỹ thuật khác nữa. Nhìn chung thì GAT tuần tới nó sẽ kiểm tra ở quanh vùng 110. Nếu trong trường hợp bị thủng vùng 110 thì chúng ta phải tính ở đây, tức là cái chậu ở đây thì chúng ta bê sang đây, tức là quanh vùng 105, 106.
PLX trong 2 tuần vừa qua đúng không? Chúng ta có nói đến vùng kháng cự mạnh ở đây, đó là vùng 64 đến vùng 65, thì gần như cổ phiếu này không vượt thoát được. Cùng với đó thì cũng có phân tích một cái vùng hỗ trợ 61 ở đây. Trong phiên ngày hôm nay thì PLX bị chốt tương đối mạnh, bị gãy luôn cả vùng 61. Như vậy thì tuần tiếp theo thì chúng ta cần phải đánh giá thêm cái xu hướng của PLX ở quanh vùng 58. Tức là nếu như nó lấp lại được vùng 59.3, như vậy thì cơ hội để mà PLX đi về vùng 61 đến vùng 65 ở trong ngắn hạn là còn. Trong trường hợp có một cây nến xác nhận ở đây và tiếp tục bị đạp gãy ở đây thì nó sẽ đi về lại vùng 55.5, anh chị lưu ý. Cổ phiếu PVT PVT thì trong tuần thì cũng có một số các anh chị em có hỏi Hùng, thì cũng đã có nói đến một cái vùng kháng cự của nó đây, đó là quanh vùng 29.5 đến vùng 30. Khi mà cổ phiếu có những cái biên dao động mạnh như thế này, đúng không các anh chị, biên dao động mạnh như thế này thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta cần đáng lưu tâm. Xu hướng PVT cuối tuần nó bị chốt gãy vùng 27, như vậy là tạm gọi là xấu. Ở tuần tới thì chúng ta sẽ có ở biên 25 đến khoảng biên 25.5. Đây là biên mà chúng ta sẽ quan sát thêm những cái tín hiệu cung cầu của PVT. Cổ phiếu PET thì nó được xếp vào nhóm bán lẻ, hình như là nó được xếp vào nhóm bán lẻ rồi, chứ không, nó không nằm ở P nữa. Tại vì cái ông PET này ấy, là ông đa ngành nghề, bất động sản ông cũng có, rồi bán lẻ ông cũng có, rồi gò hàn bình ga ông cũng có. Nói chung là ông ấy làm đủ các thứ đó. Tuy nhiên là xếp vào nhóm này, nhóm nào thì cũng được, không quan trọng lắm. Quan trọng của chúng ta phân tích được cái xu hướng vùng 48.5 đến vùng 50 hiện tại vẫn đang là một cái nền tảng tương đối tốt của PET, và các tài khoản mà chúng ta cầm thì chúng ta có thể cầm tiếp. Nhìn về mặt ý đồ thì khả năng là PET sẽ còn một cái nhịp long lại ở quanh vùng 58 đến vùng 60, và chúng ta cầm thì chúng ta chú ý đến vùng kháng cự đó. Cổ phiếu PVS cũng đã có một cái hành trình tăng tương đối là tốt rồi, và nó cũng đã chạm đến tận vùng giá 40. Hiện tại thì đang có những cái nhịp, đây gọi là những cái nhịp mà cung cầu cũng đang có những cái vấn đề cơ bản đó, và chúng ta lưu tâm tuần tới sẽ ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 34 đến khoảng vùng 35. PVD tuần tới thì PVD tuần này cũng đã lên được đến target 40 rồi, tức là như vậy là cũng đã hoàn thành một cái target rất là cao. Tuần tới chúng ta sẽ đánh giá ở vùng 36 đến khoảng vùng giá 37 đây. Biên hỗ trợ kỹ thuật, trong trường hợp nếu như nó bị phá vỡ vùng 36 thì chúng ta phải tính toán thêm ở vùng 33 đến khoảng vùng 34 các anh chị. Cổ phiếu OI, trong tuần vừa qua thì OI cũng đã lên được cái target vùng 22 trong bản tin phân tích tuần. Và sau đó thì nó test cung tích lũy ở vùng 21 như thế này thì tạm gọi là thất bại. Như vậy là tuần tới thì OI sẽ có những điểm kiểm tra cung kỹ thuật ở quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20. BSR chúng ta có nói đến target 30, và trong tuần vừa qua thì nó đã lên được target cao nhất ở vùng 29.9. Tức là suy soát được các anh chị nhé, như vậy cũng gần như là đạt 30 trên 30 rồi. Như vậy là 9,99 điểm rồi đúng không ạ? Như vậy thì khi mà cổ phiếu về đến những cái vùng kháng cự á, thì chúng ta sẽ nên chốt bớt đó, an toàn sẽ là như vậy. Còn nhìn về mặt xu hướng tuần tới, BSR sẽ có những cái điểm tích lũy cung ở quanh vùng 26 đến khoảng vùng 27 ở đây. Nhìn về xu hướng thì P đang bị chốt mà, thì nó không phải chốt 1-2 phiên đâu, nó phải chốt vài ba phiên. Hoặc ít nhất là nó sẽ chốt về khoảng vùng 24.6 đến khoảng vùng 25. Nhìn về xu hướng về trang kỹ thuật thì BSR vẫn đang nằm ở một uptrend trung hạn. Ở đây này, Hùng có nói đây, tức là đánh giá về khả năng mở trang kỹ thuật, và BSR vẫn đang nằm ở uptrend trung hạn. Chính vì uptrend trung hạn nên chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn, và vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn của nhịp này nó sẽ nằm ở khoảng vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 ở đây. POVK thì đây, cái hình vẽ này thì các anh chị cũng đã hiểu mô phỏng được rồi đúng không ạ? Chúng ta có đi phân tích ở cái vùng 18.5, đó là vùng kháng cự của POVK. Và sau đó thì POVK có một cái hành trình đi, nó đang bị lụi dần, và đến tuần này thì chính thức lụi. Ở vùng 16 đến vùng 16.5, tuần tới sẽ có thêm những cái sự phân tích của cổ phiếu này.
Trong trường hợp biên đấy mà không tích lũy được thì nó sẽ quay lại test cái vùng tương đối sâu ở dưới này, nó khoảng quanh vùng 15 đến khoảng vùng 15.4, nôm na là như vậy. Ok. Xu hướng của PO kép thì đang chủ yếu là chỉnh giảm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi phân tích cho các anh chị một cái nhóm ngành mà phải nói rằng là nhờ nhóm ngành này mà trong tuần vừa qua thì cũng đã cân được cái sự cân bằng của NAV và tài sản ròng. Bởi vì có những mã cổ phiếu thì đã có chỉnh giảm ở trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, ở góc độ ngược lại thì nhóm ngành này đã giúp cho team Hùng Lê đã có một cái sự thành công, rất là thành công. Và nhóm ngành này thì đã được phân tích khuyến nghị đầu tư. Có những mã cổ phiếu thì đã có những cái phân tích rất là dài rồi. Ví dụ như mã cổ phiếu SD9 này ạ. Ngày 23 tháng 2 đó, từ tận ngày 23 tháng 2 từ những cái thời điểm SD9 nó đang ở vùng 11.5 đến vùng 12, thế trận tốt, và mẫu hình này thì chiến tốt, tức là đại loại như vậy. Và sau đó thì cũng đã phân tích những cái mã cổ phiếu như là SDA. Đó. Rất là sớm ở những cái vùng hình như là SDA, xem nào. Đó, từ những cái vùng 22.5 đến khoảng vùng 24. Ví dụ như vậy, đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể thu gom. Thì nhóm ngành sông Đà, sẽ đi phân tích nhóm ngành sông Đà. Cổ phiếu SDA. Theo như Hùng Lê được biết thì cổ phiếu SDA này đã giết chết rất nhiều nhà đầu tư, và có những nhà đầu tư đã đua cổ phiếu sông Đà này ở vùng 60. Vâng anh chị, và như vậy nó giãn cho về vùng 20. Vâng, một cái gọi là cơn địa chấn, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại rất nhiều anh chị em nhà đầu tư đã gửi danh mục cho Hùng Lê, nhờ Hùng Lê tư vấn cổ phiếu thế này. Thì nó cũng khá là khó, bởi vì khi chúng ta bị kẹp hàng trên này và chúng ta cần phải tiếp cận lại được ở những vùng này để chúng ta chém cá ở trên thớt. Còn Hùng có tiếp cận đến cổ phiếu sông Đà ở vùng 22.5 đến vùng 24. Đây là cái vùng mà bắt đầu nhận diện thấy dòng tiền bắt đầu đánh. Chính vậy nên là chúng ta bắt đầu thu gom. Thì trên trang kỹ thuật thì ngắn hạn thì sông Đà sẽ hướng về khoảng vùng 40. Về đến vùng này thì khả năng là phải chốt rồi. Chốt một phần rồi, bởi vì đánh từ vùng 20 về vùng 40 là gần như trăm trăm rồi. Quá là mỹ mãn, quá là đẹp trong nhịp vừa qua rồi, đúng không ạ? Đó, nó đánh như vậy thì về đến vùng 40 là khả năng sẽ bị chốt. Lực chốt sẽ đưa cổ phiếu này về lại khoảng vùng 34, 34.5, sẽ canh để chúng ta gom lại. Cổ phiếu SD9 thì nó mới tăng thôi. Tuy nhiên, con này mà khi mà nó đánh thì nó cũng sẽ có những cái trang kỹ thuật rất là tốt. Đây các anh chị có thể nhìn thấy một cái lực đi của bên này. Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể kỳ vọng một cái nhịp đi hoàn toàn tương tự như vậy. Đó. Và trong tuần vừa qua thì trong bản tin tuần thì có phân tích cho các anh chị ở vùng 12.5, ở vùng này chúng ta có thể thu gom thêm. Nó đã break vùng 14, tức là nó không còn điểm mua nữa các anh chị. Đến thời điểm hiện tại là không còn điểm mua và hướng về target vùng 16. Break vùng 16 chúng ta sẽ đi những cái target tiếp sau. Cổ phiếu SD6 cũng là một mã cổ phiếu khá là quen thuộc Mông Lê thường lựa chọn để đánh đối với nhóm sốc đa. Thì biên 7.7 đến biên 8 là cái biên mà cổ phiếu này đã tích lũy, và rất nhiều những anh chị em là đã gom ở trong biên này. Rồi, và bây giờ thì chúng ta chỉ còn đi xây target nữa thôi. Trong tuần thì cổ phiếu sông Đà cũng đã SD9, SD6 đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 9.5 và đang hướng về vùng 10.5 đến khoảng vùng 10.8. Tuần tới thứ hai và phiên thứ ba cổ phiếu này sẽ phải tích lũy không thủng vùng 9.2. Đó, nó phải tích lũy ở trên biên 9.2 cộng mà ổn định nó thì nó sẽ có cái xu hướng là đánh về vùng này. Nhìn chung ở đây các anh chị cũng có thể nhìn thấy, đây sau một cái nhịp mà nó đánh lên thì nó trả lại và nó chỉ có 2 cây thôi, 2 cây, 3 cây. 3 cây kéo thì nó cũng đạt được về đến cái target ở trên này. Và nhóm ngành trong Đà thì cũng có nói rồi, đó là gì ạ? Nó chỉ kéo khoảng trong một tuần thôi thì nó sẽ đủ một target 1 năm, tức là nó cũng cho một cái biên lợi nhuận khoảng trên 30 đến 50% các anh chị. Đối với SD3 trong tuần vừa qua thì cũng có nói rồi, đó là cổ phiếu này còn điểm mua, đúng không các anh chị? Và cái biên mua đã phân tích cho anh chị ở vùng 8 đến 8.4. Đây các anh chị nhìn thấy nha, cây này nó kéo lên nhưng mà cây 2 cây. Chúng ta có 2 cây mua ở trong cái biên phân tích, và sau đó thì nó đã kéo lên phiên ngày hôm nay chạm target 10. Đó, từ
Cứ cho đi từ 8.4 mà chúng ta lên được 10. Đó, các anh chị có thể tính xem trong một tuần nào, tính xem là 1.600 à. Đúng rồi, 1.600 mà chia cho 8, 1.6 mà chia cho 8.4. Ok các anh chị. 19% làm cái gì cho lại nhỉ, đúng không ạ? 19% đó. Và nếu như mà nó hoàn thành được đúng cái vùng target 12 ở đây thì chả phải là nhân đôi 10 trên 20% nữa, 20 với 19 là 39%. Ok các anh chị, 39% được rồi, đúng không ạ? Trong khi thị trường nát, rất là nát, mà chúng ta đánh được những cái mã cổ phiếu cho một cái lợi nhuận 39 đến 40% trong một nhịp đánh ngắn ngắn như vậy thì theo quan điểm của ông Lê thì không còn gì để gọi là tuyệt vời hơn. Cổ phiếu SDT trong tuần vừa qua có giá gom 8.2, thậm chí là nếu như mà chúng ta theo dõi những bản tin của ông Lê ở vùng 7.7 đến vùng 8 còn có tiếp vùng gom thứ hai đẹp như tiên luôn. Đây phiên này này. Rồi gom được ở quanh vùng 8.2 mà kéo lên khoảng vùng 11. Đây hướng về target 10. 2 trên 8 cũng được bao nhiêu phần trăm các anh chị? Đấy. Rồi sau đó nó có thể hướng về target ở vùng 10.8 đến vùng 11 ở đây. Cũng khá là ok. Cổ phiếu SCL, SCL thì nó được phân tích đầu tư cùng với mã cổ phiếu SDA, hai mã cổ phiếu này thì cũng xác định cầm dài dài hơi hơn một tí, bởi vì cái trend kỹ thuật của nó cũng khá là hay. Cứ trình giảm đồng thu gom thôi. Thì trong tuần vừa qua Hồng tiếp tục thu gom ở quanh vùng 20.5 và chúng ta sẽ chờ đợi nó đánh vượt thoát vùng 22. Ở cây đến kết tuần thì hơi hơi yếu một tí nên là khả năng tuần tới sẽ có vùng 20.5. Thậm chí là có những vùng 19, đây là những cái vùng mà mình sẽ canh để có thể thu gom và tích lũy thêm cổ phiếu SCL. Tuần tới thì ngày hôm phiên ngày hôm nay thì cũng có phân tích thêm gọi là vớt vát cái điểm vớt vát cuối cùng của họ Sông Đà thì cổ phiếu FD7 còn điểm mua ở vùng 8 đến vùng 8.4 chúng ta canh mua. Nếu gom được ở vùng này lên được đến vùng 10, tức là nếu mà hoàn thành target 10 là dương 17%, còn nếu hoàn thành lên được target 12 là đạt một cái target cộng 42%, rất là tuyệt vời. Với quan điểm kỹ thuật cùng cứ khoảng tầm 20-30% là thích lắm rồi. Đó. Rồi, bây giờ thì Hùng sẽ tiếp tục đi phân tích cho các anh chị ở nhóm ngành xây lắp và sẽ phân tích một số các cái mẫu hình kỹ thuật để các anh chị lưu ý. Đầu tiên sẽ là mã cổ phiếu G36, hiện tại vẫn đang tiếp tục theo dõi, không phải theo dõi đâu mà đang nói như này, đang bám sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật. Và đối với những cái mẫu hình kỹ thuật như này thì Hùng Lê thường rất là thích cổ phiếu cứ chậm chậm đi, túc tắc đi và có những cái biên tích lũy để chúng ta thu gom. Thì G36 bây giờ nút thắt cuối cùng của nó chỉ còn cái điểm 20 này nữa thôi. Đó, và những cái điểm mà chúng ta có thể thu gom ở trong cái giai đoạn vừa qua nó là quanh 18.5 thì cũng đã có phân tích rồi. Khi mà cái nhóm ngành bất động sản nó đánh lại ấy, bất động sản nó sẽ lắp đánh lại thì G36 nó đánh rất là nhạy và chỉ một tích tắc thôi, hoặc thậm chí nó chỉ kéo khoảng 2 cây thôi là chúng ta có một cái target ăn cổ phiếu G36 rất là ngon. Đó. Cổ phiếu thứ hai, mẫu hình thứ hai nó cũng tương tự như mã cổ phiếu G36, đó là HU4. Thì sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu này tích lũy, nó những cái điểm nền tảng tích lũy, lẽ ra nếu như nhóm bất động sản mà nó tăng tốt ấy thì trong tuần vừa qua thì HU4 khả năng cũng sẽ đánh rồi. Bởi vì nó đã đánh 2 cây nhưng mà sau đó thì 3 phiên cuối của thị trường nó xấu quá nên nó không không trụ được. Không cổ phiếu nào trụ được. Nói chung là không giảm sâu là đã rất thành công đối với các mã cổ phiếu trong tuần vừa qua. Thì đối với HU4 là có một biên hỗ trợ đây 21.2. Ở vùng 20.4 và vùng 20, đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ thu gom tích lũy thêm cổ phiếu HU4 nếu như chúng ta đánh cổ phiếu này. NLC cũng là một mã cổ phiếu, một cái mẫu hình đó các anh chị có thể nhìn thấy đây. Không phải bây giờ mới phân tích cổ phiếu NLC đâu. NLC cũng đã cũng tiếp cận gần như là để cho các anh chị đó. Từ ngày mùng 10 tháng 2, mùng 9 tháng 2. Khi đó thì biên NLC đang ở khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 21.5 giải lệnh và từ thời điểm đó thì cứ liên tục có những cái khuyến nghị để chúng ta thu gom thêm. Những cái mã cổ phiếu mạnh là sẽ được cùng liên tục bám đuổi theo như vậy. Thì tại vì sao mà chúng ta kiên định một cái mục tiêu đó là gì? Cổ phiếu này nó đã sau khi nó test đáy thành công thì nó hình thành một cái nền đây. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy là cổ phiếu HU4 hoặc là G36 nó cũng đi hoàn toàn tương tự như này.
Biên tích lũy của nó rất là đẹp ở vùng 21.5 đến khoảng vùng 22, và cái điểm nhấn kỹ thuật của nó là vùng 23 đó. Và phiên này thì một cây đánh thần đã chính thức break đưa cổ phiếu NLC vượt ra khỏi cái biên hỗ trợ ở đây, tích lũy ở đây, và nó sẽ hướng về target ở khoảng vùng 26 đó. Thì cái câu chuyện là gì? Chúng ta khi mà chúng ta thu gom một cổ phiếu thì chúng ta sẽ kiên định một cái mục tiêu của nó như vậy, về vùng 26 thậm chí là vùng 29, và sau đó thì nó có thể về lại vùng đỉnh ở đây, đó là vùng 32 đó. Vậy thì sau một cái thời gian mà chúng ta thu gom được cổ phiếu, và đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu hưởng thụ những cái thành quả của chúng ta đó. Vậy thì đấy là một cái một trong những cái phương pháp mà chúng ta tiếp cận đến cổ phiếu tối ưu nhất và hợp lý nhất ở trên trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. SCR trong nhịp cũ thì chúng ta hướng về target 24 nhưng mà chưa đạt được, và sau đó cổ phiếu chỉnh cung. Thì trong tuần vừa qua SCR cũng đã chỉnh về vùng 19 đến vùng 19.5, đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta canh thu gom thêm. Ở tuần tới ở vùng 20.4 các anh chị cũng có thể thu gom xem. SCR khi nó đánh thì nó đánh cũng rất là hay. Fecom tiếp tục biên tích lũy ở vùng 23.5 đến vùng 24.5, đây là những cái vùng mà chúng ta có thể thu gom tích lũy cổ phiếu và chờ đợi cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 27, khi đó chúng ta sẽ có những cái phân tích và định lượng thêm. C2 nhìn chung thì nhịp này nó đang hơi yếu rồi, mà nếu như nó khỏe là nó phải đánh được thoát được vùng 37 để nó đi tiếp rồi. Và như thế này có nghĩa là nó có xu hướng, tức là nó có thiên hướng hình thành lại một cái mô hình V kép ở đây đó. Như vậy thì tuần tới khả năng là sẽ có những điểm test ở quanh vùng 30, vùng 30 mà không giữ được thì ở C2 xác suất là sẽ về vùng 24.5 đến khoảng vùng 26. Cổ phiếu LDG ở sau 2 tuần bò ngang ở vùng đỉnh, vùng vùng gọi là vùng target thiết kế, đúng không ạ? LDG thì chúng ta đang có target ở vùng 21 và sau đó ở vùng 25, nhưng cái target 25 này chưa đạt được. Nhìn về mặt thế trận, tức là dòng tiền thì chưa đạt này, dòng tiền nó đang giao dịch khoảng tầm 6 triệu thì chưa đạt. LDG nó phải đánh khoảng tầm vùng 16 triệu đến khoảng tầm 20 triệu các anh chị, thì cái đó chúng ta mới nói chuyện. Còn LDG mà đánh 6 7 triệu thì nó chỉ có mang cái tính chất là tích lũy thôi, hoặc là đấy nó sẽ chỉ có những nhịp hồi tương đối ngắn. Tuần tới sẽ có những vùng quan sát ở quanh vùng 19 đến khoảng vùng 19.5. Biên sâu hơn thì vẫn phải tính toán thêm ở điểm 17, bởi vì nhóm bất động sản Slab hiện tại thì cũng chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật thực sự tích cực ở trong bản tin tuần. IDG chúng ta xem nào. IDG như vậy là mới chỉ hoàn thành, về mặt chính xác là nó chỉ mới hoàn thành được cái target ở vùng 33 thôi, còn cái target ở vùng 37.5 ở đây là chưa đạt được, đúng không ạ? Kháng cự đây. Lên được trong cái tuần gần trước đó thì lên được vùng 35.8 là cao nhất, sau đó thì nó chỉnh cung. Nhìn về xu hướng thì tuần tới sẽ quan sát ở hỗ trợ 27 đến khoảng vùng 28. Lực cầu nó chưa vào. Lực cầu vẫn chưa vào, và cái xu hướng của cổ phiếu IDG là hiện tại là chưa thể tiếp tục tăng giá được, và chủ đạo là xu hướng tích lũy đi ngang. Rồi, bây giờ sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo rất là quan trọng, đó là nhóm ngành thủy sản. Thì nhóm ngành thủy sản trong phiên ngày hôm nay tăng khá là tốt ở đầu phiên. Tuy nhiên phiên chiều thì nó cũng đã không thể trụ được, tức là không thể trụ được lại với lực bán của thị trường. Thì đối với mã cổ phiếu CMX hiện tại là cũng đang có dự phóng cái target của cổ phiếu này ở quanh vùng 21. Phiên ngày hôm nay thì cũng phiên ngày thứ hai là lên được vùng 20.9, như vậy là cũng gần 10 điểm đó các anh chị đó. Và sau đó nó chỉnh cung thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 18.5 đến khoảng vùng 19, và lực bật sau đó thì nó bật lên ở trong tuần gặp vùng kháng cự thì nó lại chỉnh cung trở lại đó, chỉnh cung trở lại. Khả năng tuần tới thì nó lại đạp lại lòng vòng đây, tức là CMX sẽ có một cái biên đi dạng hình chin ở đây trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Ở quanh vùng 18.5 đến khoảng vùng 21. Cổ phiếu ANV
ANV thì trong tuần trước chúng ta đã hoàn thành target vùng 38, thậm chí là mạnh hơn vùng 38, và sau đó thì có phân tích lại một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 38, tức là đúng rồi. Sau khi nó break vùng 38 thì thường thường thiên hướng kỹ thuật là nó sẽ trả cung lại ở khoảng vùng 37, chính xác nó phải là vùng 37 đến khoảng vùng 38. 38 đó là biên test kỹ thuật, cổ phiếu nào nó cũng thế thôi. Đó, và nó đã xây tương đối thành công ở vùng này, sau đó thì có 3 cây đánh lên khá là mạnh để hướng cái cổ phiếu này lên vùng target 44 đến 45. Ở phiên ngày hôm nay thì bị lực chốt về thị trường thôi nên là nó cũng không giữ lại được, và khả năng thì sang tuần tới thì nó sẽ tiếp tục công lại ở vùng 44 đến 45 khi mà thị trường chung nó có những cái tín hiệu ổn định hơn. Cổ phiếu Vĩnh Hoàn thì đây tuần cũ thì chúng ta có phân tích một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 73.5, sâu hơn đó là biên 71 đến 72.5. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của VHC ở trong thời điểm ngắn hạn. Và khi chạm đến vùng này thì cổ phiếu này cũng đã bật. Và lực bật thì nó cũng đã quay lại cái vùng đỉnh cũ. Đây, vùng đỉnh cũ của này, và tức là kháng cự cũ của nó là vùng 83.5. Và trong nhịp này thì chúng ta đang hướng lên vùng 85. Nhìn về mặt thế trận thì tuần tới, bởi vì là bây giờ VHC nó đóng khá là lững lờ quanh vùng 80, tức là cái vùng target cũ của nó đây. Chính vậy nên là tuần tới chúng ta phải đánh giá thêm là cổ phiếu này nó sẽ nằm ở trên vùng 80 hay nó rơi lại dưới vùng 80, thì chúng ta sẽ phán đoán thêm cái xu hướng của cổ phiếu VHC. Rồi, nhóm ngành cảng biển cũng là một cái nhóm ngành rất là quan trọng, và hiện tại thì đây cũng là một cái nhóm ngành mà Hùng có những cái định hướng chiến lược của năm 2022. Tuy nhiên như Hùng có nói rồi, tức là chiến lược như nào thì chúng ta vẫn phải nương theo cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu, chứ không phải là cứ nói chiến lược thế là chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ chúng ta gom. Đó, chúng ta cần phải hiểu được đâu là điểm gom, đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự, và cổ phiếu có thể đi được ở đến ở những cái vùng hỗ trợ hoặc là những cái vùng kỹ thuật nào. Thì đối với GMD trong tuần vừa qua thì chính thức là target 58 trên 58 đã đạt, phải khẳng định là như vậy. Còn sau cái đạt target đó thì nó chỉnh cung này, nó đạp lại này. Thì cái việc đạp này là nó có phân tích trong bản tin tuần cho các anh chị rồi, ở vùng 53 đến khoảng vùng 54, và tiếp tục nó long lên. Tuy nhiên lực long này thì cũng chưa thể bứt được vùng 58. Như vậy là cái vùng 58 hiện tại nó đang là một cái vùng kháng cự tương đối là dài. Vậy thì khi mà cái vùng kháng cự tương đối là dài như vậy thì cổ phiếu nó sẽ cần thêm những cái thời gian, đúng không các chị, nó sẽ cần thêm những cái thời gian để nó tích lũy trở lại, và những cái vùng tích lũy của em này ở quanh vùng 53 đến 54 không thủng thì chúng ta tiếp tục cầm, thậm chí là các cái tài khoản mà đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta sẽ gom thêm lên vùng 58 thì có thể chốt 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 bớt được cái vùng chúng ta gom thấp ở đây này. Đó, và nhịp này, thế trận này thì cũng đang hướng target của GMD lên khoảng vùng 62 đến khoảng vùng 63. VNA hiện tại cũng đang rất là ok, đúng anh chị, trong tuần vừa qua đó, sau khi mà nó lên được hoàn thành cái vùng 41.5, chúng ta có phân tích vùng 37.5 đến vùng 38.5 ở đây, hai cây các anh chị, hai cây rung lắc tương đối là nhẹ nhàng và tiếp tục đánh vượt thoát lại vùng 41.5. Nhìn về mặt xu hướng như này, VNA sẽ test cung ở vùng 40.7, tức là vùng 40.7 không bị thủng thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa target của VNA về vùng 47 đến vùng 48. VNA rất là ok. Và bản thân cổ phiếu VNA thì cũng đã có những cái phân tích từ khá là sớm, từ khoảng vùng 25, 26, 27 như thế này. Rồi cổ phiếu VOS chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với VOS. Cái cổ phiếu này nó khi nó đánh thì nó cũng tơi lắm các anh chị. Đó, này các anh chị nhìn này, tức là cái đội tạo lập mà oánh rất là tức bừng. Chính vậy nên là VOS cũng là một trong những cái mẫu hình mà được Úng Lê lựa chọn của nhóm ngành cảng biển. Rồi, ở trong tuần vừa qua thì VOS cũng đã chính thức test lại vùng 20.7, có một cái nến test sâu, nhưng mà cái điểm test này thì nó không hợp lý. Nói chung là chỉ trong phiên nhiều lúc là nó có những cái lệnh nó đẩy MP, sau đó thì nó sẽ quay trở lại đúng cái thiên hướng kỹ thuật của cổ phiếu. Và cái vùng chỉnh cung kỹ thuật của nó là vùng 20.7 là hợp lý. Và nó đã quay tiếp tục đánh vượt thoát lại vùng 21.5, và cây nến kết tuần thì nó cũng đang test lại ở mút trên của 21.5. Như vậy là một cái điểm test cung cũng có thể nói là rất là tuyệt vời trong một cái phiên mà thị trường của chúng ta đầy biến động. Phải nói như vậy, thị trường đầy biến động thì những cái điểm test cung và giữ được nhịp như cổ phiếu VOS trong tuần vừa qua
là cực kỳ tuyệt vời. Ông Lê phải nói như vậy. MVSC không còn gì để gọi là đẹp hơn đúng không anh chị? Thì đối với cái mẫu hình VSC, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin mình đã có khuyến nghị cho các anh chị là chúng ta úp nơm ở vùng 40, 40.5 đi, cứ mua đi. Rồi nó sẽ tự khắc nó sẽ đánh lên thôi, và như vậy là sau ở cái vùng mua này thì VSC lần lượt cán target 44, sau đó cán target 46. Tuần này thì nó đã kén target 48 và đang hướng về vùng giá mục tiêu 51. Đó, VSC lúc nó đánh ấy. Lúc VSC nó không đánh thì thôi, nhưng lúc nó đánh nó cũng sẽ có những cái nhịp đây các anh chị, những cái nhịp này đánh khá là sốc. Tuy nhiên cái gọi thành công của người này thì sẽ thất bại của người khác. Những cái anh nào mà gom ở vùng này là thất bại rồi, về đến đây là cắt lỗ hết. Đó, nhưng mà ta về bên này ta mới gom cơ. Đó thì ta lại là người thành công. Rồi xong đó lên đến vùng 51 52 ở trên này. Về lên đến vùng 51 52 ở trên này thì ta lại canh chốt, thì lại một lớp mà nhà đầu tư lại bắt đầu nhúc 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 ở đây. Thì vô hình dung họ lại trở thành một người thất bại ở đây, và chúng ta lại canh hỗ trợ bên này thì chúng ta lại là người thành công. Trên thị trường chứng khoán, thất bại sẽ nối tiếp thất bại, thành công sẽ nối tiếp thành công. Những người thành công sẽ tiếp tục, họ sẽ có một cái kinh nghiệm dày dặn hơn, họ sẽ có tinh thần thi đấu tốt hơn, còn những người thất bại sẽ luôn sống trong chán nản, luôn sống trong bực bội, luôn sống trong một cái trạng thái đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho môi giới, đổ lỗi cho bản thân, rồi đổ lỗi cho thị trường, rồi đổ lỗi cho chiến tranh, rồi đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Đó, vì vậy nên là gì? Một cái câu chuyện là trên thị trường chứng khoán các anh chị sẽ phải cố gắng học tập, và mình phải tự chịu trách nhiệm về bản thân của mình. Còn nếu những anh chị em nhà đầu tư mà vẫn còn cái văn hóa đổ lỗi thì các anh chị sẽ không bao giờ thành công ở trên thị trường chứng khoán. Đấy là khẳng định. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một nhóm ngành rất là quan trọng. Đó, nhóm ngành than. Thì trong ngay đầu bản tin tuần thì cũng đã có khuyến nghị và nhắc các anh chị em ở trên team của ông Lê, nếu cầm than thì chúng ta chủ động canh chốt ở các cái target mà chúng ta thiết kế, và chúng ta sẽ xem lại xem là trong tuần vừa qua thì than đã giao dịch như nào. Thì đối với mã cổ phiếu TVD cũng lãi tương đối các anh chị, lãi nhiều đấy chứ không ít đâu. Thì nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu rất là tuyệt vời ở đây, đó là vùng 22 trên 22, và ở phiên kết tuần thì nó đang bị chốt. Tuy nhiên lực chốt này thì cũng chưa hẳn nó đã là xấu, nó là đã xấu. Thủng 19.4 thì nó sẽ xấu. Chưa thủng 19.4 thì nó vẫn còn có những cái cơ hội có thể vòng vo lại quanh vùng 21. Cổ phiếu CST cũng đã bị chốt. Trong tuần vừa qua thì CST cũng đã chính thức cán tiếp được cái target 23 trên 23 và nó bắt đầu chỉnh cung. Thì đây là những cái dấu hiệu mà ta phải canh chốt lời các anh chị, canh chốt lời. Và chốt xong rồi ấy, thì về đến vùng này lại gom lại này. Đang ke tọa độ, một là về vùng 19, hai là về vùng 18. Khả năng cao thì đẹp nhất nó sẽ ở nó sẽ đánh tụt phát về vùng này, và đây sẽ là vùng gom lại hợp lý của mã cổ phiếu CST. TDN thì chưa có điểm gom đâu. TDN là trong tuần vừa qua hoàn thành luôn hai cái target thiết kế, một target ở 22.5 và sau đó thì lên vùng 25, và cuối phiên thì nó bị hẫng một tí. Và cái câu chuyện là chúng ta có thể là không chốt được ở vùng 25, nhưng khi mà cổ phiếu này đạp và quay lại và bị thủng vùng 22.5 thì đấy là một dấu hiệu mà chúng ta cần phải hành động, chắc chắn là như thế nếu mà chúng ta cầm cổ phiếu. Thì về mặt xu hướng ngắn hạn thì cổ phiếu này sẽ có thiên hướng chỉnh kỹ thuật về lại quanh vùng 2, quanh vùng 19 đến khoảng vùng 20. Và từ những cái điểm thu gom, phân tích, khuyến nghị mua và đến hôm nay thì cổ phiếu TDN đã đạt được một cái thành tích là dương 78% các anh chị trong vòng khoảng 2-3 tuần đó, 2-3 tuần. Target cực kỳ tuyệt vời. Cổ phiếu THT thì trong tuần vừa qua THT cũng đã chính thức cán cái vùng target mục tiêu đây, vùng 20, và chúng ta nhìn sang bên này thì đây sẽ là những cái vùng kháng cự rất là mạnh rồi, và đương nhiên gặp kháng cự mạnh và cổ phiếu đạt target thì nó chẳng còn gì bằng nữa các anh chị, tức là 10 điểm đúng không ạ, và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt, và đấy là những cái lực chốt cực kỳ tuyệt vời.
Nhìn về xu hướng ngắn hạn, TST tuần tới sẽ kiểm tra ở vùng 17, nhưng mà khả năng vùng 17 này khó giữ. Ở trên góc độ kỹ thuật và quan điểm kỹ thuật thì THT nó sẽ đạp về ở quanh vùng 15. Đó, đạp về quanh vùng 15 này thì chúng ta gom lại rất là đẹp này, quanh vùng 15. Tất nhiên những cái điểm gom thì đấy là cũng dự báo như thế, còn những cái điểm gom chi tiết thì mời các anh chị, nếu mà chúng ta cảm thấy ok rồi thì chúng ta về đồng hành team cùng Lê. Ông sẽ có phân tích trực tuyến. Và như vậy thì chúng ta sẽ sẽ có những cái điểm mua nó tối ưu hơn một tí so với những cái điểm mua mà các anh chị xem được ở trên bản tin tuần. Cơ bản là như vậy. Rồi, đối với nhóm ngành phân 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 bón thì trong tuần cũng có dự báo là nhóm ngành này tiếp tục tăng và sẽ tăng tốt. Và hiện tại thì hai mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư đến thời điểm hiện tại thì nó cũng tăng tuyệt vời. Nói chung là không 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 còn gì để gọi là tuyệt vời hơn. Tuần vừa qua thì chính thức là vượt thoát vùng 40.5. Đối với BFC là Hùng chỉ có mới phân tích đến vùng 40.5 thôi, và bây giờ đã cán lên đến vùng 42 rồi. Ở trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu này muốn đi tiếp thì phải trả cung, và những cái điểm trả cung đẹp có thể tính toán ở quanh vùng 41, 41 hoặc là sâu hơn một tí, đó là vùng 40.5, tức là chính là nó trả lại cái vùng target mà chúng ta vừa phân tích ở đây. Ở vùng biên này tích lũy ổn định, biên 39.5 đến khoảng biên 40.5 tích lũy ổn định, không thủng, và lực cầu tiếp tục duy trì khoảng tầm 7 triệu cổ phiếu trên một phiên. À xin lỗi cả nhà, 700.000. Duy trì ở mức khoảng 1 triệu đi. Bây giờ chúng ta phải nâng tầm lên, không còn 700.000 nữa, 1 triệu trên một phiên, đúng không? Đó, khoảng tầm đó, khoảng tầm 1 triệu trên một phiên thì chúng ta sẽ nâng target của em này lên vùng 44, và thậm chí xa hơn sẽ là vùng 49 đến khoảng vùng 50. Đạm Cà Mau cũng rất là tuyệt vời. Tuần này thì chính thức là Đạm Cà Mau đã hoàn thành vùng 45 trên 45, một cái target cũng có thể gọi là không tưởng. Target một gọi rất là đẹp. Ở trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới muốn đi tiếp lên vùng 50 thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại ở quanh vùng 45. Thậm chí biên sâu hơn chúng ta sẽ xây xuống khoảng vùng 44, tức là biên 44 đến 45 sẽ là cái vùng cổ vùng 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 tì bật, tức là vùng đệm rất là quan trọng để giúp cho cổ phiếu này tiến đánh lên vùng 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 50 các anh chị. Đó, vùng 49 đến vùng 50. Cổ phiếu phân đạm và hóa chất, cái cổ phiếu lát á, thì nó lai giữa hóa chất và phân đạm, chính vì vậy chúng ta cũng phân tích vào đây luôn. Thì đối với em lắp là chúng ta bị sai lầm ở bên này, nhưng mà sau đó thì ông Lê đã sửa sai bằng hai nhịp bắt, và hai nhịp bắt này thì đã đưa chính thức là target 24 trên 24. Và sau khi đạt cái target này rồi á thì các anh chị có thể chốt bớt đi một phần, và chúng ta sẽ căn cứ ở đây. Tuần vừa qua thì nói chung là lát đi như này là tạm ổn, tức là nó không bị phá vỡ vùng 23. Không bị phá vỡ vùng 23 ở đây thì xu hướng là nó sẽ tích lũy thêm nền. Trong trường hợp mà không thủng vùng 23 thì các tài khoản cầm của chúng ta cứ cầm, để chúng ta có thể nâng cái target của em này lên khoảng vùng 28. Rồi, sau đó lên đến vùng 28 rồi thì khả năng như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành một cái nhịp sửa sai rất là ok, và đã thu lại gần như thu lại tất cả những cái gì chúng ta đã mất, và có một cái thành quả đầu tư đối với cổ phiếu lát. Ở cổ phiếu CSV CSV cũng là một mã cổ phiếu rất là hay, đã được cùng Lê phân tích ngay từ vùng ở đây bật lên cái là phân tích luôn, đúng không anh chị? Đó, từ vùng này 36, 37, 8 đây hiện tại là đã nâng được. Tuần này thì cổ phiếu CSV đã hoàn thành vùng target 60 đến 60, và có target 65 hay không thì khả năng là có. Với cách đi này của CSV thì chúng ta trong cái bản tin tuần trước thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, đó là biên kỹ thuật 56 đến khoảng 57.5. Thậm chí ở đây chúng ta sẽ lấy 55 là cái điểm tì bật của cổ phiếu. Đó, trong bản tin tuần cũng đã có phân tích ý này, để cổ phiếu này đánh lại vùng 60. Sau khi vượt thoát vùng 60 ổn định thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 65, đó là hai cái target gần nhất mà chúng ta đang nói đến cổ phiếu CSV. Thì 60 thì hoàn thành rồi, và bây giờ tuần tới thì khả năng là sẽ hướng về target ở vùng 65. Ở nhóm ngành dệt may thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị hai mã cổ phiếu, gồm mã cổ phiếu VGT.
Thì đối với VGT, vùng 27 này là một cái vùng kháng cự tương đối mạnh các anh chị này. Nhìn thế này là kháng cự tương đối mạnh. Nó đang chỉnh cung quay trở lại, tuần tới sẽ quan sát thêm ở vùng 25 đến 25.5. Nhìn về thế trận đó, nhìn về thế trận thì khả năng là vùng này khó giữ. Với một cái binh tình thị trường như hiện tại thì khả năng khó giữ, và cái biên ở vùng 23.5 đến vùng 24 thì khả năng nó sẽ hợp lý hơn. Đó, chỉnh về đây rồi sau đó mới xây cung ổn định, và nó sẽ hình thành lại một cái nhịp long lại ở bên này. Cổ phiếu TNG, sau khi mà TNG chúng ta đã phân tích một cái nhịp mà gần như là hoàn thành một cái nhịp target rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ở vùng 34.5 vùng 34.5 thì cổ phiếu này bắt đầu chỉnh cung. Thông thường như vậy các anh chị, chúng ta nhìn đến đây và chúng ta nhìn đến đây và chúng ta nhìn sang đây thì chúng ta đều hiểu rằng đây sẽ là những cái vùng mà cổ phiếu nó sẽ không còn thơm ngon mà kiểu nó đi bon bon như thế này được nữa đâu. Nó sẽ gặp phải sự kháng cự, ở đây sẽ có cướp ở đây rồi. Đó, vùng này vùng gặp cướp. Gặp cướp thì chúng ta sẽ phải nói đến những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Cướp mà không thủng được thì sẽ đánh tiếp, không sao cả, chúng ta sẽ xông lên. Thì vùng 32 32.5 và hiện tại đây là biên 33.3 33.8. Ở TNG đang giao dịch tương đối là ổn, lực cầu đang duy trì được khoảng tầm trên 2 triệu rưỡi trên một phiên. Như vậy là cái cơ hội để mà TNG tích lũy lại ở vùng biên hỗ trợ kỹ thuật này để tiếp tục đánh lại vùng 30 30 mấy ta, 38 à. Không phải 38 đâu. 37, vùng 37. Và có hay không một cái điểm mở trend kỹ thuật để giúp cho TNG đánh vượt thoát lên vùng 44. 44 đến khoảng vùng 45. Thì như nào thì chúng ta cần phải có thêm cái sự đánh giá. Ở thứ nhất đó là vùng tuần tới. Ở cái vùng đệm này không thủng á, thì cứ thế chúng ta ôm đúng không ạ? Thủng thì thôi bán bớt đi, bởi vì sao? Thủng cái vùng này thì nó sẽ đi về dưới này. Đó, thậm chí tích lũy ở đây ổn ổn á, mà nhìn thấy ổn nhá, sau đó thì lực cầu tiếp tục đánh vượt thoát vùng 34 cộng thì chúng ta gom thêm. Đó, để chúng ta kỳ vọng đánh vượt thoát vùng 36 mở trend kỹ thuật lên 42. Thì về mặt ý đồ thì khả năng là TNG có khả năng mở trend, và có mở hay không thì đánh giá thêm. Cổ phiếu nhóm ngành Viettel thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu, hai mã cổ phiếu. VGI hơi chạy chật nhỉ, hơi chạy chật. VGI trong nhịp vừa rồi chúng ta đã có đánh giá nhịp 1 là chúng ta đánh giá vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, vùng 29.5. Ở vùng 29 đến 29.5, nhịp 2 là có đánh giá vùng 31.5 đến vùng 32, đây là vùng hỗ trợ, và sâu sâu hơn một tí ở đây thì sẽ là vùng 31. Và trong tuần vừa qua thì em này đã bật lên từ vùng hỗ trợ, đã vượt thoát vùng 33.5, tuy nhiên là phiên kết tuần thế này lại hơi đuối. Nhưng cũng không sao cả, các tài khoản mà đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm, bởi vì cái quá trình đi của VGI nó đánh cũng khá là zig zag, khá là zig zag. Các anh chị có thể nhìn thấy đây này, nhịp tăng một này nó giảm này, rồi nó bật này giảm này bật, đó nó đi khá là zig zag. Thì đây cũng là một một nhịp tăng này, xong giảm này, xong nhịp này nó bật lên đến đây này, bật lên đến đây, trong tuần vừa qua nó bật lên đến đây, sau đó nó chỉnh thì khả năng tuần tới nó sẽ chỉnh 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 lại quanh vùng 32.4 32.5 đây, rồi nó đánh đánh lên vùng 36 37 đi theo kiểu này vậy đó, thì khả năng là nó trong cái nhịp này thì chúng ta vẫn có thể hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta ở đây thôi. Cổ phiếu VTP thì nhắc lại cổ phiếu này thì các anh chị cũng có thể mường tượng lại cổ phiếu Vinamilk ở trong thời điểm tại đúng không anh chị. Nó có những cái điểm đánh 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 lên và đánh lên rất dốc, và rất nhiều nhà đầu tư, rất nhiều nhỏ lẻ là bắt đầu ào ào nhảy vào mua ở đây. Đó là một cái sai lầm rất là lớn, đua xanh ở đây, và sau đó tạo lập người ta sẽ xả, người ta sẽ xả và vô hình dung là về đến bên này là hoảng hoảng loạn, và về nó bắt đầu cắt lỗ. Về bên này bắt bắt đầu cắt lỗ thì tạo lập bắt đầu người ta lại gom, nó gom lại của những ông mà bắt đầu đua đây này, họ lại gom đây. Đó, chính vì vậy nên là biên 64 đến biên 65 mới là biên gom các anh chị. Đó, và đây Vinamilk. Thì đó, các anh chị cứ đấy, và có thể là tuần tới ấy, nó sẽ kéo thêm một hai cây xanh nữa, và các chiến binh của chúng ta là lao vào như con thiêu thân. Đó, lao vào những con thiêu thân ở đây, xong đó thì nó đạp cho một nhát nữa, oái oái ôi về đến đây, thế là bắt đầu bán tống bán tháo ở đây.
Cái bán tàu bán tháo ở đây thì có thể họ lại gom tiếp vào đây. Ở cái cách thức vận động là như vậy. Và nó mồi mồi thêm mấy nhát nữa là bắt đầu là bảo ôi mình bên này sai rồi. Đó thì là về bên này là bắt đầu mua tiếp, xong nó lại đạp cho phát nữa, thế là vô hình dung nó đạp cho khoảng tầm 2 phát, đến phát thứ ba thôi ngồi nhìn luôn. Thì đến phát thứ ba thì nó mới kéo thật. Đó chứ kiểu kiểu như thế, nó toàn lừa mà. Toàn lừa nhỏ lẻ. Đó. Ờ thì con VTP như thế, đúng không các anh chị mà xem bản tin tuần của Hùng thì hiểu cái cách mà Hùng tiếp cận đến VTP như thế nào, và đến tuần này thì nó lại bắt đầu có những cái tín hiệu gom gom này. Thực ra là tuần này thì thị trường nó xấu quá thôi, chứ nếu mà thị trường mà đẹp thì VTP chắc chắn là nó sẽ kéo lên khoảng vùng 72 rồi, chứ nó sẽ không nằm ở vùng này đâu. Đó, nó sẽ kiểu kiểu lên được đến tầm này rồi. Và lên đến tầm này rồi thì nó lại đạp tiếp, nó sẽ đạp một vài nhịp ở đây nữa. Trước khi mà nó có thể quay lại break được vùng 73.5 đến vùng 74. Khi mà cổ phiếu này vượt thoát ở vùng 73.5 đến 74 đây thì bắt đầu sẽ đi xây target, và đấy là cái nút thắt cuối cùng sau một quá trình thu gom cổ phiếu. Đó, chúng ta phải thu gom tương đối là dài. Đúng không anh chị? Rồi bây giờ thì mình sẽ phân tích cho các anh chị một một số các cái mã cổ phiếu khác. Có phân tích khuyến nghị đầu tư thì mẫu hình của LTP cũng là một mẫu hình rất là hay, các anh chị lưu ý, và hiện tại team Hùng Lê cũng đang chiến đấu. Tuần tới thì có thể thu gom thêm ở quanh vùng 15 đến khoảng 15.4, và kỳ vọng thì cổ phiếu này sẽ vượt thoát vùng 16 cộng. Em này thì tuần này nó xấu quá, nhưng mà không xấu thì khả năng là sẽ đánh lên khoảng vượt thoát vùng 17 rồi. Với đà đi của cổ phiếu này đang rất là ok. TCO hiện tại cũng đang là một cái mẫu hình mà được phân tích lựa chọn đầu tư. Về mặt kỹ thuật thì thu gom xong rồi, bây giờ chỉ còn có thể mua gom thêm thôi, quanh vùng 21.5 nếu có, và quanh vùng 20.6 thì có thể mua thêm trong một cái nhịp mà chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu TCO trước khi mà cổ phiếu này đánh. TCO khi mà nó đánh thì nó đánh cũng những cái nhịp đánh của TCO đánh cũng rất là happy. Đánh khá là sướng đấy. Tạo lập tốt. NAF hiện tại vẫn đang một cái hành trình mà thu gom, đúng không ạ? Quanh vùng 21.5 này chúng ta có thể thu gom. Sau đó biên 20.5, biên 21 và thậm chí nó có thể có biên 20. Đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta sẽ thu gom, và chờ khi mà cổ phiếu này đánh vượt thoát được biên kỹ thuật đó là vùng 23.5 đến vùng 24, khi đó sẽ tính toán thêm cái đường đi tiếp theo. Bộ đôi TVB trong tuần vừa qua thì đã chỉnh tương đối mạnh, tuy nhiên không sao, em này thì khả năng là cái dư địa để đánh tiếp là còn. TVB ít khi nó đánh ít khi nó đánh 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 ít thế này lắm. Tuần tới các tài khoản mà các chị đang cầm có thể canh ở quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.7 à. Đấy là những cái vùng mà có thể thu gom thêm cổ phiếu TVB. TVC trong tuần vừa qua cũng đánh rất là tốt. Nó đang hướng về target vùng 24, vừa thoát vùng 24 thì chúng ta sẽ có target ở khoảng quanh vùng 27. Điểm mua thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần trước, ví dụ 21.5 đến vùng 22, đó là vùng chỉnh cung của TVC, thì anh chị có thể canh gom. Còn lên đến cái vùng trên này thì khả năng là chúng chỉ còn là cầm cổ phiếu để chúng ta canh chốt nữa thôi. Cổ phiếu DQC là một mã cổ phiếu khai xuân, và đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang tiếp tục hành trình. Trong tuần vừa qua thì DQC đã hoàn thành vùng target mục tiêu 60 và đang hướng về vùng 65, và nói chung là vượt thoát vùng 65 thì không biết là nó đánh về đến đâu nữa. Đó, tức là gọi là lên đến trên này rồi thì coi như là gọi là ôm xổ số thôi. Đấy. Còn bao nhiêu hàng thì chúng ta ôm thôi. Còn về quan điểm kỹ thuật là về đến vùng 65, như vậy là cũng đã hoàn thành một cái vùng rất là tuyệt vời rồi. Cổ phiếu CVN. Cổ phiếu CVN cũng khá là hay các anh chị nhé. CVN cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư, bởi vì cái mẫu hình này thì cũng khá là ok. Nó mẫu hình test nấm, và sau khi nó test xong thì trong tuần vừa qua nó đã có những cái biên test cung tích lũy ở quanh vùng 11 và lực cầu đang đánh vào tương đối là tốt. Nhịp này thì CVN có thể quay về khoảng vùng 14 đến khoảng vùng 15.
khá là ok. Cổ phiếu VHE cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư sau một cái thời gian gom tương đối dài ở vùng 84 đến vùng 87. Từ ngày mùng 7 tháng 2 nó hình như là đâu đó khoảng đó từ đầu tháng 2 đến bây giờ, đó là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu tiếp cận đến cổ phiếu VHE ở vùng 8.4 8.7, là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là ok. Sau đó thì chúng ta tiếp tục gom ở quanh vùng 9, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đã chính thức break vùng 9.4 với một lực cầu đánh của phiên ngày hôm nay là tương đối là tốt. Em này thì nó đánh cũng khá là ngắn thôi, và target hiện tại thì đưa về khoảng vùng 1.5, xa hơn thì vùng 12.5 đến vùng 13. Đấy là cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể tính toán thêm một tuần tới. Cổ phiếu ICT cũng là một mã cổ phiếu được lọc ra ở trong tuần vừa qua, và mẫu hình này thì cũng là một mẫu hình mà chúng ta chiến đấu được. Sau khi mà nó tích lũy ở biên 20 20.3 tương đối đẹp, và một cây đánh lên đây và vùng trả cung cực kỳ đẹp luôn, vùng 20.6 đến khoảng vùng 20.7, đây là những vùng mà canh gom. Sau đó thì đề phòng thêm trường hợp là vùng 20 đến vùng 20.3, target ở nhịp này khoảng vùng 23 23.5, cổ phiếu này đáng để quan tâm. Cổ phiếu ITD là một mã cổ phiếu rất là hay. Thông thường thì mã cổ phiếu này là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê thường xuyên lựa chọn, bởi vì ở bên này là Hùng đã có một cái nhịp đánh cổ phiếu ITD rất là thành công ở bên này rồi, thì không có lý do gì mà ở bên này chúng ta lại không tham gia quay trở lại. Và khi chúng ta tiếp cận đến ITD đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 14, và sau đó thì Hùng có phân tích tương đối là dài biên 14.5 đến biên 15 để gọi thu gom. Đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu cổ phiếu này bắt đầu có những cái dấu hiệu đánh lên, và tuần tới thì ở biên khoảng biên 16.5 đến biên 17 sẽ là một cái biên mà gọi là vùng đệm, vùng đệm để giúp cổ phiếu này đánh vượt thoát đến vùng 18. Và thực sự là ông ấy cảm thấy rằng nó rất là ý nghĩa ở trong cái tuần vừa qua, đúng không ạ? Chúng ta cầm nắm được những cái mã cổ phiếu như cổ phiếu ITD, nó đã cứu cánh cho chúng ta đi qua những cái ngày tháng rất là khó khăn đó. Và ITD thì mẫu hình khá là thích của Hùng. Cổ phiếu Pan, anh Ban anh bị bõm quá. Vùng kháng cự 33.5 tương đối khó khăn ở trong tuần vừa qua, và anh đã không vượt thoát được. Cái trò mà cổ phiếu mà đến gặp kháng cự mà không break được kháng cự là thường thường nó hay bị đạp. Thông thường nó sẽ là như vậy. Và đây các anh chị này, nó đạp. Thì nó đạp thì cũng không sao cả, bởi vì Pan thì giá vốn thấp, đúng không ạ? Giá vốn thấp ở vùng quanh vùng, tức là về đạp đến vùng 31 là mất lãi, cái gọi là huề đó. Huề thì lại sau sau dưới này lại gom lại thôi, đành đành về vậy thôi, chứ chúng ta cũng không có cách nào cả. Chúng ta không phải là tạo lập của cổ phiếu, nên là chúng ta không thể bẻ cổ phiếu mà nó đang đi xuống như này mà chúng ta bẻ đi ngược, chúng ta không có bẻ được đó. Nhưng mà chúng ta sẽ phân tích đến cái thời điểm nào là nó sẽ bẻ ngược thì chúng ta sẽ đưa tiền của chúng ta vào đấy. Còn cái thời điểm nào mà chúng nó bẻ xuôi thì thôi, chúng ta ngồi, chúng ta tạm thời chúng ta nhìn thêm tí ha. Ok. Rồi ông sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của Penny các anh chị nhé. Mã cổ phiếu của Penny VHG đi. À thôi, phân tích cổ phiếu của anh tôi trước, họ FLC nói qua. Thì FLC đến thời điểm hiện tại vẫn đang là một cái hành trình tích lũy đi ngang, nói chung là cũng chưa lãi chưa lỗ, quên nhầm, chưa 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 lỗ, lãi nhẹ. Biên 11.5 chúng ta có phân tích ở đây, biên 11.5, sau đó thì biên 12 12.5, đó là những cái biên mà chúng ta thu gom thêm FLC để chúng ta chờ đợi một cái lực đánh để đánh vượt thoát vùng 14 cộng. Và đối với FLC thì khả năng nó cũng phải chờ thêm cái nhóm ngành xây lắp bất động sản nó có tiền đánh, thì khả năng FLC nó sẽ hòa mình cùng với cái nhịp đó. Còn hiện tại thì bất động sản và xây lắp hạ tầng nó chưa có tiền đánh, nên là anh tôi cũng đành phải ngồi ngồi chờ. Rốt ở quanh vùng 8, hiện tại thì vẫn đang tích nền khá là đẹp, và chúng ta sẽ quan sát thêm. Nói chung là cứ đi như thế này là được rồi. Đây các anh chị này, đó, rốt nó cũng sẽ có một cái trạng thái nó đi ngang tương đối là dài, và sau một cái trạng thái đi ngang tương đối dài đó thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện một cái xu hướng kỹ thuật của rốt bắt đầu. Thì rốt sẽ đánh khi mà nó vòng 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 và nó bắt đầu vượt thoát được cái vùng 9.2 ở đây, thì khi đó cổ phiếu rốt sẽ đánh.
Ở cổ phiếu AMD trong tuần thì cũng đang có những cái tín hiệu tích cực rồi, nhưng mà thị trường xấu quá nên là đành phải lùi lại. Nó đang tiến đến những cái cột mốc kỹ thuật rất quan trọng, đó là vùng 7. AMD break vùng 7 thì sẽ hướng lên vùng 8, và chính thức nó break vùng 7 thì khi đó nó bắt đầu xác nhận cái xu hướng tăng giá trở lại của cổ phiếu AMD. AMD thì đã bắt đầu thu gom từ vùng 5.8 rồi, từ đây. Đó, biên 5.6. Đó, 5.6 là điểm thấp nhất, đến vùng 6 là đã phân tích, và biên 5.8 đấy là những biên mà thu gom thêm. Ở tuần tới thì nó sẽ có biên 6.7 đến biên 7, khả năng AMD sẽ có những cái điểm mà test cung kỹ thuật ở quanh vùng này trước khi mà thị trường nó ổn định trở lại. Đó, để có thể hướng cái target này về vùng 8. Cổ phiếu KLF. KLF cũng sau một cái hành trình tích lũy tương đối là dài, lực cầu thì hiện tại đang duy trì tương đối ổn, 7 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên. Nhìn về mặt ý đồ thì cổ phiếu này cần phải vượt thoát vùng 7. Nói chung là em này thì cứ cầm thôi, bởi vì giá vốn mà chúng ta có tính toán ở đây đó là quanh vùng 5.7, thì hiện tại thì cứ cầm thôi, cũng không lãi, không lãi nhẹ chứ chứ còn chưa lỗ. Còn khi mà nó đánh thì khi đó nó mới là vấn đề. Ví dụ như là chúng ta cầm ở vùng giá 46 mà đánh về vùng 9, đúng không ạ? Là như vậy chúng ta được 50%. Chỉ cần từ giờ đến cuối năm KLF nó nhảy lên 9 thôi. Đó, là chúng ta đã có 50%, 50% cho một nhịp trong một năm với một mã cổ phiếu hoặc là với một tài khoản, thì đấy là rất là ok. Quan điểm của Hùng như vậy, nó không chúng ta không cần phải quá phải vội vàng. Ở cổ phiếu 2 cũng đang rất là hay rồi. Ở sau một cái giai đoạn mà 2 tích lũy đây. Đó, ở biên 5.7 đến biên 6. Rồi. Thì tuần này 2 cũng đang bước lên những cái cột mốc kỹ thuật, đó là break vùng 6.3 và sau đó thì nó đang tiến lên vùng 6.5. Thị trường nó đang xấu thôi nên là 2 khả năng là tuần tới nó sẽ có thêm những cái điểm test cung kỹ thuật quanh vùng 6.5, thì các anh chị mà đang cầm cổ phiếu này thì có thể canh gom thêm ở vùng kỹ thuật này. Target kỹ thuật thì vẫn đang hướng cổ phiếu 2 về vùng 8. Nói chung là trong một năm á, thì họ FLC chỉ cần đánh một nhịp thôi, chúng ta không cần nhiều. Và khi mà chúng ta xác định mà đánh cổ phiếu của FLC thì chúng ta cứ thu gom ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, và chúng ta chờ trong một năm ấy nó đánh một nhịp như thế này thì nói chung là cũng là thành công rồi, và nói chung là đủ đủ ăn đủ đủ tiêu, đúng không ạ? Rồi thêm một số các mã cổ phiếu penny nữa, chúng ta xem VHG. Thì VHG sau một giai đoạn tích lũy tương đối là dài và nhìn về mặt ý đồ như thế này là cũng cũng tương đối là tương tương rồi đấy. Đó. Vùng 7.7 đến vùng 8 chính thức đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng là vùng 7.7 đến vùng 8 trong một cái nhịp đây. Trong một cái nhịp test 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 nấm ở đây, và chúng ta đưa target lên vùng 9, lên vùng 10. Lên vùng 10 các anh chị, 10. Đó, lên vùng 10 như vậy là thành công rồi. Đầu tiên là từ 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 gọi là từ từ 7.7 mà lên đến vùng 10 là thành công rồi. Sau đó thì cái nhịp test thứ hai của nó ở đây, nó lao về lại vùng 8.5. Như vậy thì vùng 8.5 nó cũng đã trở thành một cái hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng, và nó tiếp tục đánh nhịp 2, đánh về 10. Như vậy là hai nhịp này là thành công. Và cái nhịp 3, nhịp 3 đây mới là cái nhịp gọi là ra đòn. Vậy thì cái nhịp ra đòn này thì chúng ta có ở vùng 10 và vùng 9.5. Như vậy anh muốn ra đòn á thì anh phải đảm bảo được cái yếu tố kỷ luật của nó ở vùng 9.5, vùng 10, và tuần tới thì kỳ vọng là thị trường nó phải tốt lên thì nó mới đánh được, chứ còn thị trường mà cứ giã như phiên hôm nay thì rất là khó. Đó. Và cái điểm target kỹ thuật tiếp theo mà chúng ta sẽ hướng đến đó là vùng 12 của VHG. Hướng đến 12 rồi, xong đó thì sẽ hướng lên vùng 14 và vùng 15 16 gì đó, thì cứ từ từ, nói chung là chúng ta sẽ chưa thể nói trước được, nhưng ít nhất là biên 9.5 đến biên 10 ổn định thì nó sẽ nâng lên chúng ta, giúp chúng ta định vị thêm cái target ở khoảng vùng 12. HQC ở trong giai đoạn hiện tại đánh bập bõm quá nhỉ. Đánh hơi bì bõm. Tuy nhiên thì chúng ta như cũng có nói rồi, chúng ta không tạo lập được các anh chị, nên là thôi chúng ta phải chờ thôi.
biên 7.45 đến 7.7 tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm. Và đối với HQC nó phải đánh lực cầu, nó phải đánh khoảng tầm 20 đến khoảng tầm 30 triệu cơ. Cầu trong giai đoạn hiện tại chưa có đạt, cầu nó chưa có đạt, chính vậy nó chưa đi được, nên là những cái nhịp đi này nó thường đi ngắn là như vậy, nó ảnh hưởng đến như vậy. OGC thì rất là tuyệt vời rồi. Nói chung là chưa gọi là vượt ngoài mong đợi, ăn đến 5-6 cây trần rồi mà nó vẫn tiếp tục đánh giữ được như này là tốt rồi. Nhưng nói chung cái vùng ở đây đó là vùng 14 đến vùng 14.5. Các anh chị mà đang cầm thì chúng ta canh chốt bớt đi các anh chị nhá. Canh chốt bớt đi, như vậy là đủ rồi đấy, đừng có tham quá. Cổ phiếu JVC vẫn đang đang hành trình tích lũy. Nói chung JVC thì nhịp 1 đánh là thành công rồi các anh chị. Nhịp 1 là chúng ta có phân tích từ vùng 8 này, mà đánh lên được tuần vừa rồi, nó đánh lên được đến vùng mười mấy đấy rồi. Vùng 11.5 à? Đó, 8 lên 11.5 là cũng được một cái target nhỏ nhỏ rồi đúng không các anh chị? Đó. Ở sau khi mà chạm 11.5 thì nó chỉnh cung, và cái biên kỹ thuật của nó chúng ta sẽ đánh giá ở vùng 10 đến vùng 10.3 là một trong những cơ sở quan trọng để VDC tiếp tục công những cái điểm đánh tiếp theo. Và lực cầu với JVC nó phải cần từ vùng 5, đã có những phiên đánh khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu trên một phiên rồi, tức là nó đã có xuất hiện những cái dòng tiền đầu cơ, và đây sẽ là những cái cơ sở để chúng ta giúp cho chúng ta kỳ vọng thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của JVC. Hai cổ phiếu của ngành gỗ gồm có DLG, thì hiện tại là DLG là sau một cái giai đoạn thu gom và nhìn đang có những cái tín hiệu kỹ thuật là đang tương đối ổn. Biên 7 đến biên 7.3 là biên thu gom, thậm chí là trong cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đó là vùng 6.7. Hiện tại thì đang có những cái điểm đánh vượt thoát vùng 7.6, và em này sẽ đánh mạnh khi mà break vùng 8 thì nó sẽ hướng lên vùng target tiếp theo, đó là khoảng vùng 9. Rồi dần lần lượt chúng ta nâng cấp nó lên. Hiện tại thì cổ phiếu ngành gỗ cũng đang khá là hot các anh chị nhé, khá là hot ở trên thị trường, chúng ta lưu ý. TTF cùng với DLG là hai mã pen được phân tích song hành, tuy nhiên là TTF thì nó lớn rồi. Đó, và trong tuần vừa qua thì TTF có một điểm nhấn kỹ thuật mà tuần này thì cũng sẽ phải phân tích lại thêm. Đó là nó gặp cái vùng kháng cự 16 ở đây và nó úp một cái nón úp ở đây. Cái nón úp này nó đã không thủng cái biên 14.7 đến biên 15, và lực cầu ngày hôm nay đánh tương đối mạnh. Thì với lực cầu đánh mạnh như này thì tuần tới chúng ta sẽ kiểm tra lại thêm tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 16. Trong trường hợp nếu như nó không thủng vùng 16 ở đây thì nó sẽ hướng lên vùng target 18 và thậm chí là vùng 20. Còn trên một cái góc độ sóng dài, trên một góc độ sóng dài chúng ta nhìn thế nào. Đó, trên một góc độ sóng dài thì lịch sử tạo lập của cổ phiếu TTF cũng khá là khét tiếng, nó đánh từ vùng 10 mà lên đến tận vùng 40, vùng 10 lên vùng 40 các anh chị. Và trong nhịp vừa qua, ở đây, từ vùng 10 đánh lên vùng 15 và sau đó nó chỉnh cung. Và nhịp chỉnh cung này khả năng đã xong rồi, thì trường hợp mà tuần tới mà nó đánh break vùng 10, 16, tức là vẫn giữ ổn định ở trên vùng 16 cộng ở đây, thì đấy sẽ là một cái tín hiệu mở trend kỹ thuật và TTF sẽ đi một sóng tương đối dài ở đây, thu gom thêm. Cổ phiếu CDO CDO thì đây cũng sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu này tích lũy thì trong team của Lê cũng đã có những cái phân tích khá là cụ thể. Thì nó sẽ hướng về target 8 và mục tiêu xa hơn thì ở khoảng vùng 9.7 đến khoảng vùng 10 đây. CDO thì nó sẽ đi kẹp cùng với Fit, hai em này sẽ đi cõng với nhau. Và Fit thì trong giai đoạn vừa qua vùng 6.6 đến vùng 6.6 đến vùng 7 thì một số các tài khoản cũng đã gom. Hiện tại thì chúng ta sẽ chờ những cái target kỹ thuật của nó lên vùng 9 nữa thôi. Cổ phiếu BKG cũng là một cái mã cổ phiếu khá là hay, cũng đã được khuyến nghị bắt ở vùng 10 đến vùng 10.8 đến vùng 11. Xu hướng sẽ đánh chạm vùng 12 đến 13 đến khoảng vùng 13.5. Cổ phiếu Bắc Việt BVG cũng khá là ok, một mã pen thì đã bắt đầu khoảng vùng 7 đến vùng 7.3 và xu hướng ngắn hạn thì nó sẽ đánh lên khoảng vùng 9, khỏe hơn thì khoảng ở vùng 10. Vậy là một cái nhịp đầu cơ nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không anh chị? Rồi
Rồi, bây giờ các mã cổ phiếu thì Hùng sẽ tạm thời chúng ta sẽ dừng lại đây các anh chị nhá. Tất cả các mã cổ phiếu nào các anh chị quan tâm mà chưa được phân tích thì Hùng sẽ các anh chị có thể comment ở bên dưới phần bản tin tuần. Hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị ở trong những cái góc độ tốt nhất, tối ưu nhất là có thể các anh chị nhá. Và trên những cái cơ sở trả lời những câu hỏi đó thì các anh chị có thể tham khảo thêm và từ đó thì đưa vào những cái quyết định đầu tư của mình. Ok, bây giờ còn khoảng 10 phút cuối thì cũng sẽ dành để chúng ta sẽ nói về thị trường chung. Thì như các anh chị em của chúng ta cũng đã biết rồi, Dow Jones và chứng khoán châu Á đã có thể nói là gãy cánh trong 3 tuần vừa qua. Tuy nhiên chứng khoán Việt thì cũng đã cố gắng gồng gánh và đến tuần này thì mới bắt đầu thể hiện cái sự suy yếu nhất định. Thì trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Chúng ta sẽ nhìn về chỉ số VN30 một tí. Đây. Thì cũng đã có phân tích rồi trong cái khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 cho đến thời điểm hiện tại thì cứ mỗi lần VN30 chạm về cái vùng hỗ trợ 1465 1465 đây thì nó đều bật lên. Và khi nó tiệm cận về cái vùng kháng cự đó là vùng 1540 đến khoảng vùng 1550 điểm thì nó đều bị chốt. Đây bị chốt. Như vậy thì chúng ta vô hình dung là chúng ta đã hình dung ra được một cái bức tranh rất tổng thể của chỉ số VN30. Để làm gì? Để chúng ta hiểu được rằng vùng nào chúng ta mua cổ phiếu và vùng nào thì chúng ta cần phải chốt cổ phiếu đi, chốt bớt đi, đúng không ạ? Rồi, ý thứ nhất. Ý thứ hai chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số phái sinh. Thì đối với chỉ số phái sinh ở trên góc độ ngày thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là khoảng tầm từ tháng 11 đó thì chúng ta cũng có hình thành được một cái biên hỗ trợ của phái sinh cực kỳ tốt ở vùng 1465 đến vùng 1475 điểm. Và song song việc đó thì chúng ta cũng có một vùng kháng cự của phái sinh rất là mạnh ở vùng 1550, sẽ lấy ở vùng 1550 đó, ở vùng phái sinh này rất là mạnh. Vậy thì chúng ta hình dung được rằng là vậy thì khi thị trường chúng ta tiệm cận đến những vùng này thì sẽ là những vùng gì ạ? Chốt. Còn làm gì nữa, đúng không ạ? Vậy thì về đến vùng này rồi thì bây giờ nó cái trong cái nhịp chỉnh này thì nó lại có một cái thử thách nó lớn hơn so với những cái vùng chỉnh ở trước đây. Những cái vùng chỉnh ở trước đây nó chỉ thuần về kỹ thuật, nhưng ở vùng chỉnh này nó có thêm các yếu tố tác động ngoại biên. Và đặc biệt một điều đáng lưu tâm đó là gì? Giá xăng tiếp tục tăng và chiều ngày hôm nay thì giá xăng đã tăng lên 3.000 đồng trên 1 lít và xăng 95 đang tiệm cận đến vùng 29, tức là xích xoát gần 30.000 đồng trên 1 lít. Đấy là một cái hệ lụy, nó sẽ tác động lên tổng thể nền kinh tế của Việt Nam, tác động lên nền kinh tế vĩ mô luôn, và nó sẽ kìm hãm cái sự phát triển của các doanh nghiệp. Và doanh nghiệp của chúng ta nó đang phải chịu những cái tác động rất là phức tạp bệnh dịch rồi, cùng với cái việc mà tăng giá xăng, rồi cùng với nguyên vật liệu tăng anh chị đó. Vì sao mà bất động sản trong 2 tuần vừa qua nó cứ sập sình? Bởi vì thép nó tăng như vậy, rồi xi măng nó tăng như vậy, rồi đá nó tăng như vậy thì các ông chả ngấp ngỏi còn gì nữa, đúng không ạ? Nó đội lên tất cả những cái chi phí của nhà thầu, rồi tất cả những cái chi phí xây dựng, đúng không ạ? Hàng ngày các cái máy móc xây dựng ở trên công trường cũng phải chạy bằng xăng, rồi vân vân, rồi tất cả những cái sự vận chuyển vân vân, thì các anh chị đều hiểu rằng là xăng tăng, điện tăng thì đấy là những cái yếu tố không thực sự tích cực tác động lên thị trường chứng khoán. Và trong thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam thiếu vắng rất nhiều các thông tin hỗ trợ. Không có một thông tin vĩ mô tích cực nào giúp cho thị trường chứng khoán có thể gượng gịu được ở trong những cái thời điểm khó khăn như vậy. Lạm phát thì tăng cao chắc chắn rồi, đúng không ạ? Rồi dịch bệnh tiếp tục, chúng ta mở cửa, bắt đầu chuẩn bị mở cửa rồi, nhưng chúng ta thấy rằng là những ca trở nặng đã trở nên trầm trọng hơn. Rồi hệ thống y tế, tất cả những vấn đề chúng ta cảm thấy rằng là nó đang rối. Như vậy thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ đang có một cái sự thử thách cực kỳ lớn ở trong tuần tới, các anh chị lưu ý như vậy. Và nhìn ở trên góc độ nhóm ngành thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là thời điểm hiện tại là cái sự phân hóa rất là cao, và những cái nhóm ngành đã tăng tốt thì khả năng sẽ bị chốt. Và sau khi chốt xong thì cái dòng tiền đó chắc chắn họ sẽ đi tìm vào những cái nhóm ngành khác và những cái nhóm ngành đang tăng trưởng. Thì
kết thúc cái bản tin tuần này thì ông Lê chưa nhìn thấy, tức là chưa nhìn thấy dòng tiền sẽ quẩy sang ở một cái nhóm ngành nào ở tiếp theo ở trong tuần tới. Khả năng là ngày hôm nay thì có nhóm ngành xi măng, nhưng mà nhóm ngành xi măng thì khả năng là nó cũng không không còn dư địa nhiều nữa đâu, bởi nó đã tăng được một cái nhịp trước đó rồi. Còn bây giờ nó bắt đầu chạy vào nước rút, và cái điểm chạy vào nước rút mà các anh chị em mà cứ ham hố đua vào thì lại quăng tèo đó. Và như vậy thì tuần tới thì sẽ là một cái tuần mà chúng ta quan sát nhiều hơn, và trên góc độ là chúng ta đang nắm được những cái mã cổ phiếu nào đang có lãi hoặc là đang lãi mạnh. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu bị chốt thì chúng ta nên chốt bớt đi. Đó là những cái góc độ kỹ thuật mà chúng ta sẽ lưu tâm ở trong tuần tới. Đó thì chúng ta quay lại chỉ số VN30. Như vậy thì mấu chốt vấn đề ở đây là gì? VN30 của chúng ta không được thủng vùng 1465 điểm. Còn nếu như trong trường hợp mà nó thủng vùng 1465 điểm ở đây thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu của chỉ số VN30. Cùng với đó thì chỉ số VN30 F1M, tức là gọi là phá sinh anh chị, nó cũng không được phá vỡ vùng 1465 điểm ở đây. Còn nếu mà phá vỡ thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật tương đối là xấu của thị trường. Bởi vì khi những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn này mà nó bị phá thì một cái sự vận động thông thường là ví dụ phá sinh mà bị phá ở vùng đó thì nó sẽ về vùng 1440, và phá vùng 1440 thì nó sẽ về vùng 1400 điểm. Đó, ví dụ như vậy. Thì nếu mà thị trường mà bị rơi xuống những cái quãng ở dưới này thì đấy là một cái cơn sốc rất là kinh hoàng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó, nên là tuần tới sẽ là một cái tuần nó sẽ rất là bản lề. Nói chung là phải tập trung quan sát các anh chị. Đó, phải tập trung quan sát, và chúng ta cũng phải bình tĩnh và tỉnh táo và nhanh gọn để xử lý danh mục nếu như thị trường nó có những cái chiều hướng mà nó không thuận theo ở những cái phân tích của mình. Đó thì chúng ta cần phải xử lý. Còn đối với chỉ số index thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Tuần tới thì khả năng nó sẽ chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá ở quanh vùng 1460, và cái điểm sâu hơn của nó đấy là một vùng 1450 đến vùng 1455. Trong trường hợp mà thủng cái vùng 1455 điểm đó thì nó cũng sẽ song trùng với trường hợp sẽ song trùng với VN30, có thể nó sẽ bị mất. Khi nếu như mà đây này, index mà bị mất vùng 1450 thì VN30 cũng sẽ bị mất vùng 1465. Nó sẽ song trùng như vậy. Vậy thì tuần tới cũng đây sẽ cũng là những cái nút thắt của thị trường cần phải vượt qua, và những cái thử thách này tương đối là lớn, đúng không anh chị? Còn nhìn trên sẽ xem nào, trên chart M5 đi. trên chart M5 thì nếu xét để gọi là tích cực thì VN30 tuần tới nó sẽ, đó đây các anh chị này, đó nó cũng đúng là song trùng luôn, vùng 1465 đến khoảng vùng 1470 điểm, đấy sẽ là những cái vùng test kỹ thuật tương đối là hợp lý của VN30, thậm chí là có thể cho phép, hình như là để xem, có thể cho phép xuống vùng 1460, tức là nôm na là nó nó không được bung quá xa, không được bung quá xa cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó đây. Chứ còn nếu mà nó bung quá xa thì khả năng là sẽ khó khăn. Đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, nó cũng song trùng với cái sự phân tích mà Hùng vừa phân tích ở trên chart ngày thôi. Ở vùng 1465 đến 1470, và sâu sâu hơn ở dưới này là cho phép ở khoảng quanh vùng 1460. Đó, chứ còn nếu mà bung khỏi quanh thủng gãy khỏi cái vùng 1460 này thì sẽ là một cái tín hiệu tương đối xấu. Còn đối với chỉ số index thì cũng như vậy thôi. Đó, trên chart ngày và chart M5 thì chúng ta cũng phải ở vùng 1450 đến vùng 1455 điểm trên chart ngày. Một 460 đúng không? Ok các anh chị, như vậy thì sẽ nói như thế nào với mọi người nhỉ? Sẽ nói với tất cả anh chị em, trong tuần tới sẽ là một tuần tương đối là khó khăn. Thị trường chứng khoán sẽ có những cái thử thách nhất định tại những cái nút thắt kỹ thuật như thế này. Và một điều quan trọng đó là gì? Đó là chúng ta
phải tỉnh táo là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong tài khoản của chúng ta đang có những mã cổ phiếu nào lãi, thì trong trường hợp nếu như mà bị thị trường không theo theo chiều muốn của chúng ta thì các mã cổ phiếu lãi là chúng ta bán hết đi. Để làm gì? Để chúng ta thu lại một cái lượng tiền mặt nhất định và chờ lúc thị trường ổn định trở lại thì chúng ta lại cơ cấu. Rất nhiều những cái tài khoản mà chúng ta sai đó là tại những cái thời điểm mà chúng ta bị kẹp lại cổ phiếu, là chúng ta mua full cổ phiếu. Đến lúc thị trường về hỗ trợ, đến lúc thị trường bắt đầu hồi phục và đến lúc cổ phiếu bắt đầu hồi phục thì chúng ta không còn vốn và chúng ta trói tay lại, chúng ta chỉ có ngồi nhìn thôi, thì như vậy là chúng ta sẽ bị thất bại. Và các cái bản tin tuần của ông Lê thì ông có chia sẻ lại, đó là những cái thông tin nó mang những cái suy nghĩ của cá nhân Hùng Lê, nó có thể đúng, nó có thể sai, nó có thể phù hợp với các anh chị và nó có thể không phù hợp với các anh chị, thì chúng ta sẽ cố gắng chắt lọc những cái gì phù hợp, những cái gì hay thì chúng ta mang về nhà chúng ta dùng, cái gì mà chưa được hay lắm thì ok chúng ta bỏ qua. Bản tin tuần này đến đây là hết. Hùng Lê xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.